hệ thống nhân vật phản diện mạnh nhất bản dịch phong thất nguyệt thế nào là phản diện là lý trầm châu khuynh đảo thiên hạ hay là thượng quan kim hồng người tạo ra phong ba bảo tát là thiên ngoại phi tiên diệp cô thành hay là thương tâm tiểu tiễn nguyên thập tam hạng sống lại thêm một kiếp người lại có hệ thống phản diện đồng hành tôi tính thông qua nó có thể nhận được những kỹ năng cũng như công pháp của những nhân vật phản diện trong những tiểu thuyết võ hiệp đời trước kiếp trước chết trong tức tưởi kiếp này quyết tha phụ trời không phụ bản thân, trở thành kẻ phản diện tàn nhẫn mạnh mẽ. Nói ta là ma. Ta sẽ là tà ma thao túng thiên địa, độc ác đến phong vân biến sắc. Làm người cần có chữ tính. Nói sẽ giết cả nhà người, thì sẽ phải giết sạch. Ta là tô tính, nói thì sẽ làm. Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ khi nghe truyện hệ thống nhân vật phản diện mạnh nhất, bản dịch. Chương 1, Hệ thống đại phản diện Hệ thống đại phản diện từ trong căn nhà nhỏ đổ nát tỏa ra ánh đèn mông lung mờ ảo, chỉ có thể thấy thấp thoáng một hình bóng gầy còm, bé nhỏ co quắp bên cạnh bàn. Tô Hinh Nhi cẩn thận cầm nửa miếng bánh ngô đã mốc meo lên và không ngừng nuốt nước bọt. Không. Mình không thể ăn. Phần này phải để dành cho ca ca. Tô Hinh Nhi cố kiềm chế cơn đói đang kêu réo, đặt miếng bánh ngô về lại bát. Nhìn thiếu niên nằm trên chiếc giường cũ nát, mắt tô hình nhi bỗng đỏ lên. Hu hu hu. Ca ca nhất định phải tỉnh lại đấy, hình nhi vô dụng quá, cái gì cũng không biết, chỉ biết khóc thôi, muốn đến quầy thuốc trộm ít thuốc về, thế mà lại bị trưởng quầy bắt được, đến chiếc vòng mà mẹ để lại cũng bị người ta cướp đi mất. Khóc một hồi, hình nhi lau khô khóe mắt, tâm trạng bình ổn lại. Cô cẩn thận trèo lên vào gạo, đến những hạt gạo còn lại, chỉ có 90 hạt. Cẩn thận đếm ra 30 hạt. Hình Nhi bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Tuy cô chỉ mới 7 tuổi nhưng những đứa bé nghèo sớm biết làm việc nhà, những thứ này lúc 5 tuổi cô đã biết làm. Củi lửa ấm ướt đã làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô trở nên đen nhẽm, mất rất nhiều công sức, cô mới nấu xong được một bát không thể gọi là nước cháo. Hút một ngụm cháo nhỏ, khóe mắt Tô Hình Nhi lại đỏ lên, giọt nước mắt rơi vào trong bát cháo được cô hút vào. Lúc này, người thiếu niên đang nằm trên giường đột nhiên động đậy, Tô Hình Nhi bỗng kinh ngạc vui mừng vứt bát cháo trong tay xuống đất, lao vào lòng người thiếu niên đó òa à khóc. Hu hu hu. Cuối cùng ca ca cũng tỉnh lại rồi. Hình Nhi sợ quá, mẹ đi rồi, cha cũng đi rồi, Hình Nhi sợ ca ca cũng đi mất. Tô Tính từ từ mở mắt ra, ký ức trong đầu dường như chỉ dừng lại ở kiếp trước. Kiếp trước cậu là quản lý bậc trung của một công ty chế tạo máy móc, tuy không được coi là giàu có, nhưng cũng là người có mức lương hàng năm hơn 10 vạn tệ, quản lý đến mấy trăm người làm, cộng thêm độ tuổi chưa đến 30, cậu được coi là trẻ tuổi có triển vọng. Trong một lần trên đường đi du lịch ở vùng núi, chuyến xe buýt mà cậu đi gặp phải ba tên lưu manh cướp giật, những tên đó không những cướp tiền, mà còn định làm nhục một hành khách nữ xinh đẹp. Hơn 30 người trên xe chỉ có tô tính đứng ra ngăn cản, nhưng cuối cùng cậu lại bị ba tên côn đồ đó đánh chết. Hơn 30 hành khách đứng ngay ra nhìn cậu bị đánh chết không có một ai đứng ra ngăn cản, kể cả nữ hành khách vừa được cậu cứu đó. Trong ký ức cuối cùng của tô tính, máu cậu chảy ra và cơ thể lạnh dần đi, cùng lúc đó, lòng cậu cũng nguội lạnh. Nhìn tô hinh nhi trong lòng, trái tim băng giá của tô tính dần ấm lại. Thật ra ba ngày trước cậu đã tỉnh lại, nhưng khoảng thời gian này cậu đang làm quen với ký ức của kiếp này, nên không thể điều khiển cơ thể nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo và sự lẻ loi yếu đuối của cô bé 7 tuổi này. Tô tính kiếp này vẫn có tên là Tô tính, là một bang chúng nhỏ bé trong phi ưng bang của tam bang tứ hội ninh phủ ở triều đường Đại Chu, phụ mẫu đều mất, chỉ để lại một mùi mùi 7 tuổi là Tô Hinh Nhi sinh sống cùng cậu. Ba ngày trước trong lúc phi ưng bang và thanh trúc bang đang tranh đoạt địa bàn, cậu đã bị người của mình hãm hại, để cho người thanh trúc bang vây đánh trọng thương mất mạng, vậy nên mới có chuyện tô tính xuyên không? Tô tính xoa đầu tô hình nhi, ba ngày qua nhìn cô bé từ một búp bê sứ trở thành bộ dạng như một người ăn mày. Lòng cậu bỗng đau như có kim châm. Hình nhi ngoan, ca ca sẽ không đi đâu hết. Tô hình nhi mắt trưng trưng rời khỏi lòng cậu, cầm nửa miếng bánh ngô lên đưa cho tô tính, tự hào nói rằng, ca ca nhìn này, bánh này là mùi đặc biệt để dành cho huynh đấy. Từ, hình nhi ngoan lắm. Tô tính xoa nhẹ đầu hình nhi, nuốt miếng bánh ngô đã khô cứng lại hệt như mùn gỗ, lúc này cơ thể suy nhược đến cực độ của cậu mới hồi phục chút sức lực. Nhìn ca ca ăn hết miếng bánh ngô, hình nhi mới yên tâm nhắm mắt lại, liêm diêm trong lòng tô tính. Ba ngày qua vì chăm sóc cho tô tính, cô dường như không dám ngủ, giờ nhìn thấy tô tính tỉnh lại rồi. Cuối cùng cô cũng có thể yên tâm ngủ một giấc. Đặt hình nhi đang ngủ say lên giường, lòng tô tính cười lạnh, kiếp trước chết vì cứu người, kiếp này lại bị hãm hại vì tin tưởng huynh đệ, đúng là người tốt không sống lâu, tai họa kéo dài nghìn năm sau. Nếu là vậy, kiếp này mình phải làm một kẻ xấu tàn nhẫn, độc ác nhất. Bùng! Trong đầu tô tính truyền đến một tiếng nổ lớn. Ký chủ đã phù hợp yêu cầu hệ thống đại phản diện, hệ thống đang chính thức mở ra, đang dung hợp, 10%, 30%, 70%, 100%. Dung hợp thành công Tinh thần tô tính bước vào một thế giới trắng xóa. Xung quanh đều giống như đang có sương mù, chỉ có một màn hình lớn dựng đứng phía trước, nhưng trên đó lại là một mảng đen kịt. Chào ký chủ số một tô tính, chào mừng đến hệ thống đại phản diện. Tiếng nói vang lên giường như giống của một người máy vậy, bởi trong đó không hề có chút tình cảm nào. Ký chủ số một. Nếu vậy tôi là người đầu tiên dùng hệ thống đại phản diện rồi, tại sao lại chọn tôi? Tô tính cho mày quan sát hết thảy xung quanh cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra kiếp trước khi đọc tiểu thuyết từ hệ thống này chẳng hề lạ lẫm gì với cậu hệ thống trả lời với giọng không cảm xúc trong người ký chủ có hai hệ thống chỉ khi phù hợp với một trong hai mới mở ra được vậy hệ thống còn lại là gì tôi tính tò mò hỏi hệ thống đại anh hùng tô tính thế làm người xấu thì phù hợp với hệ thống đại phản diện rồi sao Tô tính cười khổ, thôi vậy, đại phản diện cũng được. Người tốt không sống lâu, tai họa kéo dài nghìn năm, kiếp trước làm anh hùng, đáng tiếc cũng không có kết cục tốt. Vậy hệ thống đại phản diện của ngươi có tác dụng gì? Tô Tín hỏi. Màn hình trước mặt tô Tín bỗng sáng lên, trên đó hiện ra một vòng quay dùng để rút thăm trúng thưởng, bên trên có sáu lựa chọn, lần lượt là loại công pháp. Loại tiêu hao một lần, loại đơn dược, loại binh khí, loại tạp vật, ô trống. Những thứ này có ý nghĩa gì? Hệ thống giải thích, hệ thống đại phản diện dung nạp tất cả mọi thứ của nhân vật phản diện trong thế giới võ hiệp. Quay thưởng trúng loại công pháp sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một nhân vật phản diện, mỗi nhân vật phản diện sẽ ngẫu nhiên mang theo một hoặc nhiều loại công pháp hoặc võ kỹ, ký chủ có thể ngẫu nhiên rút lấy một loại để tiến hành tu luyện, ban đầu mặc định mức độ luyện là 5%, có thể nâng cao lên tùy vào khả năng tu luyện của ký chủ. Cách rút thưởng loại tiêu hao một lần sẽ giống như loại công pháp. Nhưng công pháp loại này không cần ký chủ cố gắng tu luyện, mà mức độ luyện đã mặc định đạt 100%, nhưng chỉ có thể dùng một lần. Loại đơn dược có thể rút được các loại đơn dược, loại binh khí thì có thể rút các loại binh khí, loại tạp vật bao gồm vật phẩm ngẫu nhiên của thế giới võ hiệp, ô trống tức là không rút được gì. Ngoài ra xin ký chủ hãy chú ý, tất cả vật phẩm của hệ thống đại phản diện đều dựa theo cấp sao để chia, từ nửa sao đến năm sao, tổng có 10 cấp, cấp 1 rút chỉ có thể rút được vật phẩm 2 sao rưỡi trở xuống. Rút thưởng cũng phân cấp sao. Hệ thống nói, cấp rút thưởng chia làm cấp 1, 2, 3. Cấp 1 chỉ có thể rút được vật phẩm 2 sao rưỡi trở xuống, mỗi ngày hệ thống sẽ cho ký chủ một cơ hội rút thưởng cấp 1. Rút thưởng cấp 2 có thể rút được tất cả các vật phẩm 4 sao trở xuống, đồng thời có thể bỏ đi một loại không thích ký chủ có thể tích 10 lần rút thưởng cấp 1 đổi lấy một lần rút thưởng cấp 2. Rút thưởng cấp 3 có thể rút được những vật phẩm 3 sao trở lên, đồng thời có thể chỉ định một loại để rút, ký chủ có thể tích lũy 10 lần rút thưởng cấp 2 để đổi lấy một lần rút thưởng cấp 3. Rút thưởng cấp 3 cần tích lũy thời gian lâu như vậy sao? Tô tính cho mày hỏi. Hệ thống đại phản diện này rất dễ hiểu, tô tính dường như vừa nghe qua đã hiểu mấu chốt trong đó. Rút thưởng cấp 1 đơn thuần dựa vào vận may, chỉ có 6 lựa chọn nên tỷ lệ rút trúng ô trống cũng không phải nhỏ. Rút thưởng cấp 2 có giới hạn trên nhưng không có giới hạn dưới, có nghĩa là dù dùng loại này cũng có thể rút trúng vật phẩm nữa sao? Chỉ có rút thưởng cấp 3 là đáng tin nhất, có giới hạn dưới, cũng có thể chọn loại hình. Hệ thống đáp, ký chủ cũng có thể thông qua các nhiệm vụ để tích lũy điểm phản diện, 10 điểm phản diện có thể tiến hành một lần rút thưởng cấp 1. 100 điểm phản diện có thể rút thưởng cấp 2, 1.000 điểm phản diện có thể rút thưởng cấp 3, ngoài ra điểm phản diện còn có thể mua vật phẩm ở tiệm đổi. Tiệm đổi nằm ở đâu? Chưa hoàn thành nhiệm vụ chỉ định, không thể mở tiệm đổi. Tô tính thắc mắc, vậy nhiệm vụ này là những gì? Nhiệm vụ do hệ thống sinh ra ngẫu nhiên, không có mục tiêu cụ thể. Tô tính bỗng có linh cảm xấu, ý của ngươi là. Hệ thống đáp, nghĩa là nhiệm vụ gì còn tùy vào tâm trạng của hệ thống. Tô tính không nói nên lời, điều này cũng tùy hứng quá rồi. Hệ thống đáp, vì là lần đầu ký chủ dung hợp, nên hệ thống tặng thêm cho ký chủ một lần rút thưởng cấp 2. Hiện giờ ký chủ có một lần rút thưởng cấp 1 và một lần rút thưởng cấp 2. Xin hỏi ký chủ muốn rút thưởng chứ? Đương nhiên phải rút chứ, ta rút thưởng cấp 2 trước, bỏ cái ô trống đó đi cho ta vòng quay trên màn hình lớn bắt đầu chuyển động trong ánh mắt mong chờ của tô tín cuối cùng nó đã quay vào loại công pháp một nam tử trẻ tuổi thân hình thon dài trên mặt có ba vết sẹo xuất hiện trước mặt tay trái cầm kiếm đôi mắt màu xám chết chóc làm người khác vô cùng sợ hãi chúc mừng ký chủ đã rút được nhân vật kinh vô mệnh có công pháp kinh vô mệnh khoái kiếm không cần rút thưởng thêm cấp công pháp là hai sao rưỡi sao cấp của kinh vô mệnh lại thấp như vậy Tô Tính thắc mắc hỏi. Vị này là một cường đạo, là đệ nhất cao thủ của Thượng quan Kim Hồng ở Kim Tiền Bang, từng diệt đệ tứ binh khí phổ thiết kiếm quách tung dương, kiếm nhanh vô song, vô cùng tàn độc. Nhưng không ngờ cao thủ này lại chỉ được hai sao rưỡi, thuộc hàng trung, vậy nhân vật năm sao sẽ như thế nào? Hệ thống giải thích, ký chủ có chút hiểu nhầm, kinh vô mệnh có thể diệt quách tung dương là vì lúc đó quách tung dương đang lấy thân thử kiếm, không thể dùng toàn sức, hơn nữa bên cạnh còn có thượng quan kim hồng. Làm quách tung dương phân tâm. Ngoài ra kiếm của kinh vô mệnh có phong cách cá nhân mạnh mẽ, ngoài kinh vô mệnh ra, những người khác không thể tu luyện nó đến 100% được, vì thế đánh giá sẽ giảm nữa sao. Nó cũng giống như phi đao của Lý Tầm Hoang vậy, tiểu lý phi đao chỉ khi trong tay Lý Tầm Hoang mới thực sự là tiểu lý phi đao, đổi thành người khác, dù có được phi đao đao pháp cũng luyện không ra được Lý Tầm Hoang thứ hai. Được, điều này ta chấp nhận tiếp tục rút thưởng cấp một đi vòng quay chuyển động lần nữa không biết có phải vì người mới nên gặp được may mắn không rút thưởng cấp một lại quay vào loại công pháp lần này xuất hiện một đạo sĩ tuấn tú trẻ tuổi chúc mừng ký chủ rút được nhân vật doãn chí bình có công pháp nội công sơ cấp toàn chân giáo và võ kỹ kiếm pháp sơ cấp toàn chân giáo cấp công pháp được đánh giá là nửa sao ký chủ có thể chọn rút thưởng nhẫu nhiên cũng có thể tốn 5 điểm phản diện tiến hành chọn chỉ định. Tô Tín đột nhiên bất lực, không ngờ rút được một kẻ từng làm việc xấu xa Doãn Chí Bình. Người này cũng không phải đã làm qua chuyện đại gian đại ác gì, chỉ là hắn làm chuyện dâm ô, khiến người khác muốn gào đánh, hận không thể ăn tươi nuốt sống, vậy cũng đủ xui xẻo rồi. Nhưng đối với tô Tín, điều tệ hại nhất đó là tên này lại có hai loại công pháp, kiếm pháp sơ cấp toàn chân giáo chỉ là võ quèn, bởi cậu đã có khoái kiếm kinh vô mệnh, còn cần thứ kia làm gì? Nội công còn chấp nhận được, dù sao cậu cũng chỉ là người bình thường, lúc gấp gáp có thể dùng nội công để tăng thực lực cơ bản của mình lên. Tuy có thể dùng điểm phản diện để tiến hành lựa chọn, nhưng hiện giờ trong tay tô tính lại chẳng có điểm phản diện nào. Quay thưởng ngẫu nhiên đi. Chúc mừng ký chủ rút được bộ nội công sơ cấp toàn chân giáo. Tô tính sững người, đúng là may mắn thật. Công pháp và võ kỹ đều đã nằm trong tay, tôi tính hỏi giờ làm sao ta ra khỏi đây được hệ thống đáp ký chủ chỉ cần mặc niệm trong lòng muốn rời đi là được ký chủ vào hệ thống này dù bao lâu ở bên ngoài kia vẫn chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi không cần lo lắng việc không ai trông coi cơ thể tôi tính mặc niệm một tiếng rời khỏi tinh thần quả nhiên đã trở về với cơ thể nhìn hình Nhi bên cạnh vẫn ngủ say còn mút đầu ngón tay tôi tính thề rằng cậu sẽ không để cho mùi mùi mình chịu chút uất ức hay khổ nhọc nào tựa vào cạnh Tô Hinh Nhi, Tô Tính cũng bắt đầu liêm diêm ngủ. Giờ cậu vẫn còn yếu nhưng vì tu luyện nội công toàn chân giáo. Cơ thể đã có một luồng khí nhẹ len lỏi. Công pháp đạo môn đang hòa quyện, tuy tốc độ tu luyện không nhanh, nhưng mọi thứ đều ổn định, trong lúc ngủ, Tô Tính cũng có thể dần dần hồi phục cơ thể. Mười vạn tệ tương tương 34 triệu đồng. Chương 2, có thể giết người, đó chính là kiếm. Có thể giết người, đó chính là kiếm. Sáng hôm sau, Tô Tính đã tỉnh dậy từ rất sớm, nhìn thấy Hinh Nhi đang ngủ say bên cạnh, cậu nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô bé. Mở vò gạo ra, nhìn bên trong chỉ còn lại mấy mươi hạt gạo, lòng Tô Tính thắt lại. Loạn choạng đi ra phía cửa, Tô Tính định tìm vài thứ làm một thanh kiếm. Tuy có được khoái kiếm kinh vô mệnh, nhưng đầu tiên cậu cần có một thanh kiếm mới luyện được. Đẩy cửa ra là con đường lầy lội vì nước bẩn tràn lan, những ngôi nhà cũ nát thấp bé và những người lững thững qua lại, đây là cảnh ở khu dân nghèo. Nơi đây nghèo đến nỗi một kẻ ăn mày cũng chẳng muốn đến đây, thế nhưng lại có một cái tên không tệ, Trường Lạc Phường. Đương nhiên Trường Lạc Phường trước kia không như vậy. Tiền thân của Thường Ninh phủ là đại chu đô thành, có tổng cộng 49 thành thị dù có nằm sát bên trường Lạc Phường thì cũng là nơi phồn hoa. Nhưng từ 30 năm trước, vị Long Vũ Đế Hoành không văn tài võ lược, công cái thiên thu xuất thế đã biến một tiểu quốc Nam mang thành nước chu có đất rộng nghìn dặm, đánh cho bá vương nước tấn lúc bấy giờ chạy bán sóng bán chết đầu hàng triều đại chu, vì vậy thường ninh phủ cũng sụp đổ. Sau khi Long Vũ Đế dời đô, không biết có phải vì chứng mắt tiểu đô thành trước kia hay không mà đã cho dở bỏ hoàn thành điều chuyển tất cả các quan viên phú thương trong chính thành đến đô thành mới, thịnh kinh, thường ninh phủ vì vậy mà dần bắt đầu suy vong. Tô tính tìm được một mảnh thép dài bằng cánh tay, rộng ba ngón tay ở góc tường, bên ngoài đều là vết gỉ sét. đây là thứ trước kia dùng để chắn chuồng gà, đáng tiếc là gà trong nhà tô tính từ sau khi cha mẹ qua đời, đã không còn nuôi nữa. Tìm được hai miếng gỗ ngắn kẹp vào giữa tấm thép, rồi dùng dây thừng cuốn lại, đây chính là cán kiếm. Sau đó tô tính lại tìm về một miếng đá mài dao, bắt đầu tỉ mỉ mài đi những vết gỉ sét trên tấm thép đó, rồi tạo mũi nhọn cho nó. Lúc này cánh cửa được đẩy ra, hình nhi mắt nhắm mắt mở bước đến, dụi dụi mắt, chu miệng hỏi, ca ca, huynh đang làm gì đó? Khóe miệng tô tính lộ ra ý cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói, hình nhi ngoan, lát nữa ca ca dẫn mùi đi ăn đồ ngon nhé. Kiếp này tô tính có tướng mạo không tồi, là một thiếu niên 16, 17 tuổi Tuấn Tú, tuy không thập toàn thập mỹ nhưng mỗi khi cười lại rất đẹp. Hình Nhi sẽ ngoan. Tô Hình Nhi gật gật đầu, lặng lẽ nuốt nước bọt. Trước kia ca ca thường dẫn cô đi ăn mì thập cẩm của vương bà nấu trên đường. Nhưng gần đây ca ca rất lâu rồi không dẫn cô đi. Ơ. Ờ, tô tính ngươi thế mà vẫn chưa chết sao? Mạng lớn đấy nhỉ. Hai người mặc trang phục võ sĩ ngắn sạch sẽ, trước ngực theo hình một con chim ưng lắc lư đi đến, khuôn mặt tỏ vẻ kinh ngạc. Tô tính lãnh đạm nhìn hai tên đó, cậu vốn chẳng là gì bọn chúng, đáng lý nên nói rằng ba ngày trước, họ vẫn là huynh đệ cùng kề vai sát cánh chiến đấu. Phi ưng bang là một trong những tam bang tứ hội của thường ninh phủ, ngoài bang chủ ra, còn có ba đường chủ. Mà dưới ba đường chủ này là hơn 10 đại đầu mục và hơn 50 tiểu đầu mục. Lần trước tác chiến với Thanh Trúc Bang. Đại đầu mục đã hạ lệnh lần này ai giết được nhiều người nhất, sẽ được làm tiểu đầu mục, có thể quản lý cả một con đường. Tô tính tuy trẻ tuổi, nhưng tay chân lại có phần mạnh bạo, nhờ vào việc ra tay tàn độc không sợ chết, vừa xong ra đã giết ba bang chúng thành trúc bang, một lúc sau lại chặn được phía trước. Nhưng không ngờ sau cùng lại bị lưu tam đau người mà cậu luôn coi như đại ca đột nhiên dẫn mấy người đang cùng cậu chiến đấu rút lui, để lại mình cậu rơi vào trong vòng vây của thanh trúc bang, bị đánh đến chết lưu tam đao giờ được lên làm tiểu đầu mục rồi chứ hắn dựa vào việc bán rẻ huynh đệ để ngồi lên vị trí đó mà không sợ bỗng mong sao nếu tô tín không bị phản bội với chiến công của cậu người được làm tiểu đầu mục phải là cậu mới đúng một tên trong đó nhún vai nói tô tín cậu quá nổi trội trận đó cậu giết được nhiều người nhất nếu cậu không chết tam ca sẽ không được làm tiểu đầu mục ha ha tô tín bỗng cười nhẹ không hiểu là vì sao khi hai tên đó nghe tiếng cười của tô tín lại cảm thấy lạnh toàn thân từ lúc ta mới vào phi ưng bang thì đã cùng lưu tam đao hắn lăn lộn bao nhiêu năm nay ta luôn đối xử với hắn như đại ca mình dù cho cuối cùng chiến công ta cao nhất nhưng vị trí tiểu đầu mục này ta vẫn sẽ nhường cho hắn ha ha biết người biết mặt không biết lòng chỉ có người chết mới là an toàn nhất tên kia rút con dao găm từ hông ra nhàm hiểm nói lão tứ phí lời với hắn làm gì nhân lúc tiểu tử này đang trọng thương cứ thẳng tay giết hắn đi hắn mà sống trước sau gì cũng bất lợi cho danh tiếng của tam ca còn cả muội muội hắn tuy còn nhỏ nhưng bán vào dương châu phủ làm hạ nhân cũng có thể kiếm được chút bạc nhìn tên kia rút dao ra những người qua lại ở trường lạc phường không chút gì tỏ vẻ kỳ lạ ngược lại còn thấy hứng thú đứng lại nhìn giang hồ đúng thật tàn khốc đặc biệt là đối với những người xuất thân bần cùng thì càng đúng như vậy. Mỗi ngày đều có người ban hội chém giết cướp bóc, chết một hai người chẳng phải là chuyện gì lớn, dù sao cũng đều là mạng hèn mọn, quan phủ cũng không muốn đếm xỉa. Tô tính loạn choạng đứng dậy, cơ thể còn có chút yếu ớt. Hình nhi, nhắm mắt lại. Tô hình nhi lo lắng nhìn tô tính, cô biết ca ca định làm gì, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại bởi vì cô tin ca ca mình. Tên kia cười khinh thường nói, sao ngươi còn muốn ra tay bộ dạng ngươi hiện giờ còn nghĩ mình là tô tính trước kia có thể một mình đấu với ba tên lực sĩ mà không thua hay sao đến binh khí ngươi còn không có lấy gì đấu với ta chỉ dựa vào miếng thép trong tay ngươi sao nó không phải miếng thép mà là kiếm ngữ khí của tô tính vô cùng lãnh đạm dường như là đang trần thuật một sự thật nó mà cũng gọi là kiếm sao ha 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 đừng đùa nữa có thể giết người thì đó chính là kiếm. Tay trái tô tính bỗng nhiên cử động, đâm ra một kiếm, miếng thép bị cười nhạo kia đã đâm ngay vào cổ họng tên kia. Kiếm kinh vô mệnh là kiếm giết người. Không có đường kiếm đẹp, chỉ có kỹ xảo giết người đơn giản nhất. Kiếm của cậu không phải võ công mà chỉ có kỹ năng giết người đơn thuần. Tô tính từ từ rút kiếm từ cổ họng tên kia ra, miếng thép đầy gỉ sét đã nhúng sắc máu, trở nên yêu mị khác thường. Giờ đây tất cả mọi người đều tin thứ trong tay Tô Tín đích thực là một thanh kiếm, một thanh kiếm có thể giết người. Trong mắt Tô Tín lóe lên một tia màu đỏ như máu, không biết vì sao, lần đầu giết người cậu lại không chút do dự, nhìn máu tươi bắn ra, nhưng lại chẳng có chút gì gọi là không quen. Có lẽ là vì sự dung hợp từ ký ức của hai kiếp nên dù kiếp này Tô Tín mới chỉ là một thiếu niên nhưng tay đã nhuốm máu. Giết người dường như rất dễ dàng nhỉ. Tô Tính chảy chảy những giọt máu trên kiếm, cứ như kiếp trước cậu từng chết rất dễ dàng vậy. Lão tứ bên cạnh đã sợ mất mật, quen biết Tô Tính nhiều năm nay, biết rằng hắn đánh đấm rất tốt nhưng lại chưa bao giờ thấy loại kiếm pháp khủng khiếp như vậy. Tô Tính chỉ mới dùng một tay, kiếm đó đã đâm vào cổ họng, đơn giản, trực tiếp, khủng khiếp vô cùng. Lão tứ không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh tóc mình không biết từ lúc nào đã bị tô tính cắt xuống. Còn chạy nữa, ta sẽ giết luôn ngươi. Lão tứ quay người lập tức quỳ rạp xuống trước tô tính, vừa dập đầu vừa kinh sợ nói, chuyện lần trước thực sự không liên quan đến ta, đều do lưu tam đao một mình quyết định. Nể tình bao năm nay ngươi tha mạng cho ta đi. Đứng lên. Lão tứ sợ đến nỗi vội vàng bò dậy. Chẳng dám thở mạnh. Đưa hết bạc trên người ngươi cho ta lão tứ vội vàng moi hết bạc vùng trên người mình ra cho vào tay tô tín lôi hắn về giao cho lưu tam đao nói với hắn rằng thứ hắn nợ tô tín ta sẽ tự mình tìm đến hắn để đòi lại khuôn mặt tô tín không có bất cứ biểu cảm gì không có sự tàn độc hay phẫn nộ nhưng chỉ như vậy thôi cũng làm lão tứ lạnh người lão tứ vội và kéo thi thể đi nhanh chóng biến mất trong con ngõ những người qua đường của trường lạc phường cũng vội vã rời đi bọn họ từng thấy cảnh giết người nhưng giết người dứt khoát nhanh gọn như tô tín bọn họ nhìn thấy cũng kinh hồn bạc vía hình nhi mở mắt ra đi tô tín xoa đầu hình nhi nói đi rửa mặt rồi ca ca dẫn muội đi ăn mì nạm bò khuôn mặt tô hình nhi bỗng hiện ra nụ cười vui tươi đối với cô chỉ cần có ca ca chỉ cần có cái ăn thì cô đã thấy đầy đủ rồi vương bà mở quầy ở con đường này đã mấy mươi năm từ nhỏ tô tín đã dẫn tô hinh nhi đến đây ăn mì vương bà chỉ bán ba loại mì mì rau mì thập cẩm và mì nạm bò trước kia thỉnh thoảng tô tín mới dẫn hinh nhi đến ăn một bát mì thập cẩm cho thỏa cơn thèm chỉ vào dịp lễ mới gọi một phần mì nạm bò một phần đó là để cho hinh nhi ăn bà ơi cho hai bát mì nạm bò vương bà mang lên cho họ hai bát mì nạm bò tươi ngon lên đặc biệt còn bỏ thêm cho bác của Hinh Nhi mấy miếng thịt bò to. Bé ngoan, nhanh ăn đi. Vương bà vừa nói giọng tương xuyên, vừa nhìn Hinh Nhi há miệng to ăn mì nạm bò, cười đến nếp nhăn trên mặt sắp biến thành một đóa hoa. Vâng, cảm ơn vương bà. Hinh Nhi vừa há to miệng ăn vội sợi mì, vừa nói cảm ơn vương bà không tròn chữ. Tô tính gấp thịt bò của bác mình qua cho Hinh Nhi, rồi há miệng ăn sợi mì. Thức ăn theo vào bụng, Tô Tính cảm thấy sức khỏe mình đã hồi phục đôi chút, sức lực của cơ thể bị đói ba ngày đã hồi phục được hơn phân nữa. Vì tu luyện nội công sơ cấp toàn chân giáo nên Tô Tính có một chút nội công, nhưng chút nội công này lại không đủ để hồi phục hoàn toàn sức lực của cậu. Ăn xong bát mì, Tô Tính nhìn Hinh Nhi vẫn đang ăn ngốn nga ngốn nghiến, liền xoa nhẹ đầu cô bé rồi nói với vương bà, bà ơi, ta có chút việc cần làm, bà có thể giúp tôi trông coi Hinh Nhi một lúc không? Vương bà vẫy tay, thở dài nói, con à, giang hồ hiểm ác, đừng quên rằng con còn có một tiểu muội muội ngoan ngoãn này nữa nhé. Tô tính nhìn vương bà cười, giang hồ hiểm ác, còn có thể ác hơn lòng người không? Hình nhi ngoan, cứ ở chỗ vương bà ăn mì nhé. Tối ca ca sẽ về. Tô hình nhi phòng má, ngoan ngoãn gật gật đầu. Chương 3, trời muốn diệt vong, tất khiến cho điên cuồng trời muốn diệt vong, tất khiến cho điên cuồng thường ninh phủ có 49 phường, trường lạc phường tuy là phường nghèo nhất, nhưng cũng không phải hoàn toàn là khu dân nghèo, ít nhất có một con đường không tồi, nó gọi là khoái hoạt lâm. Nghe tên rõ ý, khoái hoạt lâm chính là nơi mang lại sự vui sướng cho con người. Trên con đường nhỏ bé ấy, sông bạc, tửu lâu, thanh lâu, nhà trọ cả thấy hơn 100 nhà chỉ dựa vào con đường khoái hoạt lâm này đã có thể nuôi sống mấy mươi bang chúng của phi ưng bang. Nếu không có nó, chỉ e là phi ưng bang sẽ rút ngay ra khỏi trường lạc phường. Chỉ vì một nơi nghèo như vậy mà tranh đấu với thanh trúc bang, phi ưng bang nghĩ cũng cảm thấy lỗ vốn. Lúc này trong thanh lâu lớn nhất khoái hoạt lâm là tuyến nguyệt lâu, Lưu Tam Đao đang liêm diêm mắt hưởng thụ việc được hai cô nương xoa bóp trong lúc nghe mấy tên thuộc hạ báo cáo tình hình, sống những ngày tháng rất thoải mái năm nay Lưu Tam Đao đã hơn 30 tuổi, lăn lộn giang hồ hơn 10 năm mới leo lên được cái chức tiểu đầu mục, vậy cũng coi là không dễ dàng gì. Dù vị trí hiện tại hắn có được cũng không phải bằng cách quan vinh gì. Nhưng đây là chốn giang hồ, tuy đám người bọn họ chỉ là người giang hồ cấp bậc thấp nhất nhưng lại có một quy tắc phổ biến. Đó là kẻ thắng làm vua. Lưu Tam Đao hắn tuy đủ xấu, đủ ác, thậm chí xuất chiến trận đầu đã dùng ba đao chém chết một tên trong ban địch, đoạt được danh hiệu Lưu Tam Đao, nhưng hắn lại không phải võ sĩ, đến một chút công phu bản thân cũng không có. Chính vì thực lực nên 10 năm nay hắn chỉ luôn làm việc ở cấp thấp nhất trong phi ưng bang. Nhưng điều này cũng không phải hoàn toàn không có mặt tốt, ít nhất ở cấp thấp trong phi ưng bang hắn giao thiệp trọng, cũng có giao tình với một số tiểu đầu mục và đại đầu mục. Nếu không thì sau khi hắn hãm hại tô tính, thứ đợi hắn có lẽ không phải là chức tiểu đầu mục mà đã bị xử phạt theo ban quy. Trần ca chơi ở sòng bạc sao rồi? Lưu Tam đao lăn một cặp bi sắt trong tay, hỏi nhạc. Loại bi này là hắn học được từ tổng bổ đầu thiết vô tình của đông thập nhị phường thường ninh phủ, hắn cảm thấy thứ này mang lại khí thế cho mình. Tên thuộc hạ kia mặt ủ mày ê đáp, Trần ca đã thua ở sòng bạc hơn mấy trăm lượng, vừa rồi sòng bạc lại cho ông ấy vay thêm một trăm lượng. Lưu Tam đao không thèm để ý khu tay, thua nhiều ít gì cũng tính vào chỗ ta, nói với lão hoàng của sòng bạc, miễn cho tiền tháng sau. Tên thuộc hạ kia dè dặt đáp, nhưng số tiền một tháng mà sòng bạc phải nộp chỉ có 50 lượng. Hơn nữa lão hoàng còn nói, trước kia khi thanh trúc bang còn quản lý, tiền thuế chỉ có 30 lượng. Bịch. Lưu Tam Đao ném mạnh bi sắt trong tay xuống đất, làm hai cô nương xinh đẹp sau lưng hắn sợ đến biến sắc. "Giờ ta quản ở đây." Vẻ mặt Lưu Tam Đao vô cùng đáng sợ. Về nói với lão hoàng sau này tiền thuế mỗi tháng tăng lên thành 200 lượng. Không nộp, cái sòng bạc này không cần mở nữa. Vân vân. Tiểu nhân đi nói lại với ông ấy. Tên thuộc hạ kia lập tức quay ra chạy mất. Không biết vì sao, từ khi lên làm tiểu đầu mục, người Lưu Tam ca hòa nhã dễ gần này lại thay đổi rất nhiều. Lưu Tam đau nhặt bi sắt dưới đất lên. Lại nằm trên ghế lăn chúng, nhưng nằm chưa nóng chỗ, bên ngoài đã truyền đến âm thanh huyên náo chuyện gì thế? Lưu Tam đau bực bội hỏi. Đại ca, lão ngũ chết rồi. Một bang chúng trên mặt có vết sẹo chạy vào nói nghẹn ngào. đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải lão ngũ và lão tứ cùng đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ là do người thanh trúc bang làm? Lưu Tam đau đẩy mọi người ra, liền nhìn thấy trước cửa tuyến Nguyệt lâu, lão tứ đang cổng lão ngũ, người bị tô tính một kiếm giết chết, ánh mắt thẫn thờ nhìn hắn rốt cuộc vì sao lão ngũ lại chết ban chúng thuộc hạ của hắn tuy nhiều nhưng đa số đều là người mới vào sau khi hắn lên làm tiểu đầu mục những người thực sự trung thành và theo hắn mấy năm nay chỉ có năm huynh đệ này tam ca là tô tính giết lão ngũ tô tính cái tên mà lưu tam đao không muốn nghe nhất lúc này ban phái giang hồ tuy làm xấu chính đạo võ lâm nhưng cũng biết nói nghĩa khí Lưu Tam đau dựa vào việc hãm hại huynh đệ để đoạt được vị trí này, tuy đã ngồi vững nhưng khó tránh bị người đời đàm tiếu. Không thể nào. Tô Tính lúc đó đã bị người Thanh Trúc Bang đánh chết không còn hơi thở nữa, giờ chưa chết nhưng cũng sắp rồi, sao có thể giết được lão Ngũ? Lão tứ thẳng nhiên đáp, là thật đấy. Tô Tính chỉ dùng một kiếm đã giết được lão Ngũ. Không. Không thể nói là hắn dùng kiếm, mà chỉ có thể nói đó là một miếng sắt hắn còn nói thứ tam ca nợ hắn, hắn sẽ đích thân đến tìm huynh đòi lại. Nghe đến câu này, Lưu Tam Đao đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy lên đỉnh đầu. Nhìn quanh một vòng, Lưu Tam Đao hét lớn, nhìn cái gì mà nhìn. Cút hết cho ta. Người đứng xem cảnh tượng trong túy nguyệt lâu ngay lập tức đều tản đi hết. Nhanh mời Trần Ca tới đây cho ta. Trần Ca vốn có tên là Trần Đáo, hơn 40 tuổi, tuy hắn chỉ là ban chúng bình thường của phi ưng bang nhưng thân phận khác của hắn đó là nghĩa tử của một trong 13 vị đại đầu mục ở phi ưng bang, nhất hổ tam gia. Được một thân công phu chân truyền thiết sa trưởng của hổ tam gia, những tiểu đầu mục bình thường không phải là đối thủ của hắn. Lần này Lưu Tam Đao mời Trần Đáo đến ăn nhậu chơi bạc tốn mấy trăm lượng bạc. Chính là vì muốn hắn giúp nói tốt mấy câu trước mặt hổ tam gia để vị trí của mình vững chắc hơn. Thuộc hạ đã mời được Trần Đáo đến, nhưng hắn tỏ vẻ bực mình ngồi xuống chỗ lúc trước của lưu tam đao rồi nói chuyện nào là sao đây ta đang cao hứng đánh bạc bên kia lưu tam đao chẳng mảy may chú ý đến sự vô lễ của trần đáo ngược lại còn cười trừ trần ca chuyện là thế này thuộc hạ của ta bị người ta giết một chiêu kết liễu vì vậy muốn nhờ huynh đến xem thử coi thực lực hắn thế nào người thanh trúc bang sao ở nơi như trường lạc phường này vốn sẽ chẳng có người của bang khác đến khả năng duy nhất, chính là Thanh Trúc Bang vừa thất bại trong trận đại chiến vừa rồi dưới tay bọn họ. Không phải là người của phi ưng bang chúng ta. Lưu Tam Đao tỏ vẻ khó xử. Người của mình. Hừ, đến thuộc hạ của mình mà ngươi cũng quản không được sao. Trần Đáo nhíu mày nhìn Lưu Tam Đao, dường như nghĩ ra chuyện gì đó, ngạc nhiên hỏi, là tên tô tính sao? Người bị ngươi đoạt chức. Lưu Tam Đao xấu hổ gật đầu, dù sao chuyện bán rẻ huynh đệ là chuyện nói ra khó nghe. Trần Đáo nhún vai không quan tâm, dù sao thì hắn cũng là loại người giúp xử lý chuyện và lấy tiền thù lao. Thi thể lão ngủ được đưa đến, Trần Đáo ngồi xổm xuống bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Nhìn vết thương do kiếm trên cổ lão ngủ, ánh mắt Trần Đáo bỗng thu lại. Trần ca, sao vậy? Nhìn thấy gì rồi? Lưu Tam ca hỏi tới tấp. Cao thủ. Một cao thủ dùng kiếm, Trần Đáo thận trọng nói, một kiếm chí mạng, mũi kiếm chính xác cắt đứt cổ hồng, thậm chí không xê xích một chút nào, khả năng khống chế kiếm của người này đã đạt đến trình độ khủng khiếp. Trước kia tên Tô Tính này khi còn là thuộc hạ của ngươi đã mạnh như vậy sao? Lưu Tam Đao hoang mang nói, tiểu tử này lúc đó đúng là rất biết đánh đấm, nhìn hắn yếu đuối vậy thôi nhưng lại có sức mạnh, cộng thêm ra tay tàn độc bán mạng, một mình đấu với ba tráng sĩ không thành vấn đề nhưng ta chưa nghe qua hắn biết dùng kiếm. Vậy thì hơi lạ, với thủ pháp như vậy, không phải là người luyện kiếm hơn 10 năm tuyệt đối không thể làm được vậy. Trần Đáo ngồi dậy, tay lăn hai viên bi của Lưu Tam Đao. Chẳng lẽ tô tính này từng học nội công? Lưu Tam Đao đột nhiên nói. Trần Đáo cười dễu cợt, ngươi cho rằng ai cũng có tư cách học nội công sao? Chỉ có võ sĩ đạt cảnh giới hậu thiên thực sự mới biết nội công thôi. Phi ưng bang chúng ta chỉ có bang chủ và ba vị đường chủ mới là võ sĩ cảnh giới hậu thiên. Ngươi cho rằng đây là đâu chứ? Đây là Thường Ninh phủ, không phải là thịnh kinh thành khắp nơi đều có võ sĩ, chúng ta ở đây chỉ được coi là người đi lại trong giang hồ thôi, còn nói nội công, ngươi xem kịch nhiều quá rồi phải không? Lưu Tam đau cười trừ, là tiểu đệ kiến thức nông cạn, vậy Trần ca, huynh định đối phó thế nào với Tô Tính này? Kiếm đâm nhanh hay chính xác ra sao cũng có ích gì sức mạnh mới là điều cơ bản. Một nghìn lượng bạc trắng, ta giúp ngươi giải quyết tô tính này, đồng thời sẽ bẩm báo với nghĩa phụ là tô tính cấu kết với thanh trúc bang. Giúp ngươi thoát khỏi lời đồn hãm hại huynh đệ. Trần đáo vừa lăng bi của Lưu Tam Đao vừa nói. Được. Giờ để đi chuẩn bị bạc. Lưu Tam Đao cắn răng đồng ý, so với bạc, mạng vẫn quan trọng hơn, một nghìn lượng tuy nhiều, nhưng có thể mạnh tay thu thêm với các tiệm ở khoái hoạt lâm này một tháng cũng đủ bù lại rồi tốt lắm lưu tam đao rất nhanh thôi ngươi sẽ biết một nghìn lượng này của ngươi không mất oan uổng trần đáo ném bi lại rồi đứng dậy trên viên bi được đúc từ sắt đó bỗng hiện ra năm ngón tay rõ ràng lúc này tô tính đang làm gì nhỉ hắn đang ăn bánh bao vừa đi đến khoái hoạt lâm cậu cảm thấy mình lại đói thế là liền tìm một quán ven đường gọi mấy cái cái bánh bao để ăn khí huyết võ sĩ trang trề, vì vậy lượng thức ăn cần cũng rất nhiều, cộng thêm tô tính vừa tu luyện nội công, càng cần tiêu hóa tinh hoa trong thức ăn để chuyển hóa thành nội lực. Có một số cao thủ, ngày ăn cả một con bò là chuyện rất bình thường, đương nhiên họ cũng có thể một tháng không ăn không uống. Ăn xong màn thầu, tô tính bỗng nhớ ra hôm nay còn một lần rút thưởng chưa dùng đến. Tập trung tâm trí xong, tô tính liền xuất hiện trong không gian hệ thống. Hệ thống, hôm nay tôi còn một lần rút thưởng đúng không? Hệ thống nói, đúng vậy. Ký chủ còn có một cơ hội rút thưởng sơ cấp, xác nhận muốn rút. Tôi rút. Tô tính nói không chút do dự. Tuy rút thưởng sơ cấp hơi vô bổ nhưng ngộ nhỡ vận may tìm đến, lần nữa rút được một bộ công pháp hay võ kỹ thì cũng không tồi. Nhưng lần này rõ ràng tô tính không được vòng hào quang may mắn bao phủ, kim chỉ vòng quay đã qua khỏi công pháp, chuyển đến ô đơn dược chà. Có khác so với tưởng tượng, nếu được binh khí thì hay rồi. Giờ tô tính vẫn đang dùng thanh kiếm bằng mảnh sắt, có chút khó coi. Số bạc cậu lấy từ tay lão tứ cũng có thể mua được một thanh kiếm dài bằng tinh can, nhưng đều là loại hàng bình thường. Dùng cũng gần giống như mảnh sắt này. Chúc mừng ký chủ rút được một viên dưỡng khí đang một thứ phẩm, đánh giá nữa sao. Tô tính nhất mét, dưỡng khí đang một, còn là thứ phẩm, nghe tên đã biết chẳng phải thứ gì tốt. Sau khi ra khỏi hệ thống, viên dưỡng khí đang một thứ phẩm đó giờ đang nằm trong tay tô tính, nhưng không có hình cầu mà là một đống không theo quy tắc nào, nhìn chẳng thể tin được. Tô tính há miệng cho vào rồi nuốt xuống, đột nhiên cảm thấy nội lực trong người mình tăng gấp đôi. Đừng nghĩ rằng gấp đôi rất nhiều, tô tính mới chỉ tu luyện nội công một ngày thôi, nên nội lực trong người chỉ có một luồng nhỏ. Dù có tăng gấp đôi, cũng vẫn là luồng nhỏ đó mà thôi. Nói tóm lại, dưỡng khí đang một thứ phẩm này chỉ có thể tăng nội lực mà tô tính tu luyện trong một ngày, thuộc loại có còn hơn không mà thôi. Vừa đứng lên, trong đầu tô tính vang lên giọng nói của hệ thống, nhiệm vụ hệ thống đã mở, bây giờ sẽ gửi đi nhiệm vụ. Nhiệm vụ của tân thủ, trong vòng ba ngày giết được Lưu Tam Đao, đồng thời trở thành tiểu đầu một phi ưng bang. Thưởng nhiệm vụ, 10 điểm phản diện, một viên dưỡng khí đang một phạt thất bại, mất một cánh tay. Hình phạt thất bại nhiệm vụ của tân thủ nặng như vậy sao? Nhưng tính ra nhiệm vụ cũng đơn giản. Tô tính ném đi một miếng bạc vụn, đi thẳng về hướng khoái hoạt lâm. Chương 5, Ngụy Biện Ngụy Biện Thường Ninh Phủ có 49 phường nhưng kỳ thực địa bàn thuộc Phi ưng bang chỉ có 4, trong đó có cả trường Lạc Phường Đổ Nát Cùng Cực. Hổ Tam Gia là một trong 13 đại đầu mục của Phi ưng bang, hơn nữa còn là người có thực lực mạnh, địa bàn của ông là một phần ba thuận ý phường. So với trường lạc phường, thuận ý phường phồn hoa hơn rất nhiều, đường xá đông như trảy hội, không giống như trường lạc phường, nước bẩn chảy quanh năm, cảnh tượng như một khu ổ chuột. Hổ Tam Gia có nhà cao cửa rộng ở thuận ý phường. Chẹp chẹp, khi nào chúng ta mới có được nhà cao cửa rộng để ở nhỉ? Hoàng Bính Thành lộ vẻ ngưỡng mộ nói. Hàng người thấp bé tận cùng trong bang phái như bọn họ, đều mong muốn không phải là trở nên có tiếng tâm mà chỉ là có thể yên ổn sinh sống. Cổng nhà Hổ Tam Gia có hai bang chúng phi ưng bang canh gác, Hoàng Bính Thành vội vã nịnh nọt, thì ra là Vương Lão Đại và Điền Ca, hôm nay là phiên hai huynh canh gác sao? Làm phiền hai huynh đi báo giúp một tiếng, nói là Tô Tín của trường Lạc Phường Cầu Kiến. Tô Tín? Chính là tên đã giết trần đáo đó sao? hai tên kia nhìn tô tính với vẻ mặt nghiền ngẫm. Hoàng Bính Thành khựng lại, quả nhiên như hắn dự đoán, tin tức sớm đã truyền đến chỗ hổ tam gia. Nhưng chuyện ngoài dự đoán đó là hai tên kia không hề làm khó tô tính, chỉ nói nhạt, hai ngươi vào đi, hổ tam gia đang đợi đấy. Hoàng Bính Thành dẫn tô tính vào với vẻ hoài nghi, hai tên đằng sau lập tức đóng cửa lại. Lão vương này, tiểu tử kia có ra khỏi đây nổi không nhỉ? Không biết nhưng nếu hắn có thể ra khỏi đây được trong phi ưng ban chắc chắn sẽ có chỗ cho hắn vì sao vì hắn đã giết trần đáo sao không vì sau khi hắn giết trần đáo xong còn dám đến đây dũng khí này không tầm thường trong đại sảnh cuối cùng tô tín cũng gặp được hổ tam gia nghe danh từ lâu ngoài ban chủ phi ưng ban ra có ba vị đường chủ lần lượt là hình đường quản hình phạt thiện sự đường quản tài sản hậu cần chiến đường quản chiến sự trong bang. Ngoài bọn họ ra, còn có 13 vị đại đầu một quản nhân sự trong phi ưng bang, Hổ Tam Gia so ra là người mạnh trong số đó. Hổ Tam Gia năm nay chỉ ngoài 50 nhưng dáng vẻ như gần đã 60. Tóc đã điểm bạc nhiều, ông ấy đi theo bang chủ phi ưng bang từ rất sớm, là một trong những huynh đệ cùng lăn lộn gây dựng nên phi ưng bang. Sau khi vào, đầu tiên tôi tính chú ý đến đôi tay của Hổ Tam Gia. Nhìn ông ấy không có gì lạ, Dáng vẻ cũng giống như những người già bình thường khác. Duy nhất chỉ có hai tay là xương cốt to lớn khác thường, đen sẫm màu ánh kim. Tô Tín đã xem qua tài liệu về Hổ Tam gia. Ông ấy tu luyện thiết Sa trưởng gần 40 năm, công lực viên mãn, có thể chém bia đáng nghiền vàng ngọc. Người chính là Tô Tín. Vừa giết xong nghĩa tử của ta còn dám đến gặp ta, to gan quá đấy." Hổ Tam gia lãnh đạm nói, tay trái ra sức nắm chặt tách trà trong chốc lát nó đã vỡ vụn. Hoàng Bính Thành phát trung lẫy bẫy, suýt chút nữa bị dọa cho sợ quỳ sụp xuống đất. Người cậy danh, cây cậy bóng. Tính khí vị hổ tam gia này không tốt như vẫn tưởng. Không phải ta to gan, chỉ là ta biết rằng. Hổ tam gia ông sẽ không giết ta. Tô tính ngồi vào ghế, trên mặt không tỏ vẻ gì gọi là sợ hãi. Hổ tam gia cười tức giận, không giết ngươi. Ngươi có biết ta bồi dưỡng Trần Đáo lâu như thế nào không? Từ khi hắn 13 tuổi cho đến bây giờ, ròng rã 20 năm. Ta mất 20 năm bồi dưỡng người kế thừa giờ bị ngươi một kiếm giết chết, ngươi nói ta sẽ không giết ngươi ư. Ánh mắt tô tính nhìn thẳng vào hổ tam gia, không hề có ý né tránh, dù ta không giết Trần Đáo, cuối cùng sẽ có một ngày tam gia ông cũng tự tay giết hắn. Sắc mặt hổ tam gia đột ngột thay đổi. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Tôi tính thẳng nhiên nói, ý của ta chính là ý của Hổ Tam gia ông. Sự tồn tại của Trần Đáo đã uy hiếp đến ông, ta giết hắn, có thể nói là đã giúp ông một việc lớn rồi. Ý của ta? Sắc mặt Hổ Tam gia đã ổn định lại, vậy ngươi nói xem, ý của ta rốt cuộc là gì? Tam gia ông năm nay chỉ mới hơn 50 nhưng Trần Đáo đã gần 40. Ban đầu ông muốn bồi dưỡng Trần Đáo để làm người kế thừa, thực chất hắn biểu hiện cũng không tồi đến giờ thiết sa trưởng cũng đã luyện đến cao nhất, thực lực thậm chí không thua kém những đại đầu mục khác là bao. Nhưng những điều này lại chẳng phải là chuyện gì tốt với ông, bởi vì hắn trưởng thành quá nhanh. Khí huyết võ sĩ dồi dào. Còn với độ tuổi của ông, ít nhất cũng làm đại đầu mục thêm được 10 năm. Người đợi được 10 năm, nhưng Trần Đáo có thể đợi được không? Rõ ràng có thực lực không thua kém gì các đại đầu mục khác, nhưng lại chẳng có thuộc hạ nào dưới trướng, hắn cam lòng không? có lẽ tam gia cũng đã cảm nhận được. Ông đã sắp không áp chế được hắn rồi. Địa bàn phi ưng bang lớn cũng chỉ từng đó, dù hắn có thực lực của một đại đầu mục thì cũng không có địa bàn và thuộc hạ như những đại đầu mục khác. Lựa chọn duy nhất đó là để ông sớm về dưỡng lão. Ông xuống, hắn lên. Sau khi tô tính nói xong liền cầm tách trà trên bàn uống một ngụm. dáng vẻ bình tĩnh nhưng lại làm cho Hoàng Bính Thành giật mình sợ hãi lão đại trước kia có đọc truyện sao? Câu chuyện ly kỳ như vậy mà cũng bịa ra được. Chuyện này mà chọc giận hổ tam gia, ông ta thưởng cho mỗi người một chưởng thì cả hai đều chết ở đây. Nhưng chuyện ngoài dự đoán đó là hổ tam gia không hề làm như Hoàng Bính Thành tưởng tượng, xong đến cho mỗi người một chưởng, mà đang nhìn chầm chầm vào tô tính, ánh mắt lóe lên vẻ kiên nể. Lúc hắn còn trẻ như tô tính, vẫn chỉ có mỗi một bầu nhiệt huyết chỉ biết đánh đánh giết giết, còn màn phân tích vừa rồi của Tô Tín, thực sự như con sâu trong bụng ông ấy vậy. Dường như nói hết ra những gì ông ta nghĩ. Sự hiểu biết này không giống của một người 16, 17 tuổi mà giống như của một người trung niên rành đời vậy. Bởi ai nào ngờ kiếp trước Tô Tín cũng từng dở những ngón nghề này ra để suy xét. Bên dưới quản lý mấy trăm người, cậu có thể không hiểu kỹ thuật nhưng biết làm thế nào để suy xét người khác, nếu không vị trí đó đã không đến lượt cậu ngồi mấy năm. Hổ Tam gia nhìn Tô Tín, chính là lúc Hoàng Bính Thành sắp làm bậy ra quần, rồi bỗng cười phá lên. "Hay. Hay lắm. Người phi ưng ban đều nói Tô Tín ngươi thân thủ dũng mãnh. Nhưng nếu là ta, thứ đáng để khen vẫn là đầu óc của ngươi." Hổ Tam gia nhìn Tô Tín với ánh mắt thưởng thức, nhưng chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy được, ngươi giết nghĩa tử của ta, dù sao cũng cần đền bù lại chứ. Tô Tín không chút do dự quỳ một chân xuống đất, cung kính chấp tay nói, hài nhi bái kiến nghĩa phụ. Vừa nói, tô tính lập tức lấy ra ngân phiếu một nghìn lượng dùng hai tay dâng lên. Một nghìn lượng bạc tuy ít, nhưng lại là tâm ý của hài nhi, mong nghĩa phụ không chê cười. Được lắm. Tô tính, ta quả nhiên đã không nhìn nhầm ngươi. Hổ tam gia đưa tay nhận lấy ngân phiếu, đặt bên cạnh bàn. Sự tán thưởng càng nồng đượm hơn đương nhiên ông không để tâm đến một nghìn lượng ngân phiếu đó nhưng trẻ tuổi lại có năng lực biết tiếng biết lùi như vậy giờ rất khó gặp được thực lực không đủ có thể luyện nhưng cơ mưu lại là thứ khó luyện được tô tính sau này khoái hoạt lâm sẽ do ngươi quản thân phận của ngươi ta sẽ báo lại với người của bang tuy ngươi vừa lên làm tiểu đầu mục thân thủ ngươi không tồi nhưng thuộc hạ bên dưới chỉ có những bang chúng bình thường chỗ ta có hai người trẻ tuổi thân thủ cũng tốt sau này họ sẽ đi theo ngươi Hổ Tam Gia đập tay Hai người trẻ tuổi từ ngoài vườn đi vào Hai người này một người hơn 20 tuổi Trên mặt không có chút biểu cảm nào Cứ như ai cũng thiếu nợ hắn mấy trăm lượng vậy Người còn lại thì khoảng 30 tuổi Hoàn toàn ngược lại với người kia Nhìn ai cũng mang vẻ mặt hòa khí Cười hiếp mắt Đây là Lý Hoại và Lý Cương Hai người họ theo ta cũng mấy năm rồi Thân thủ đều không tội Vừa hay có thể giúp được ngươi lý hoại chỉ nhìn tô tín rồi gật đầu với khuôn mặt lãnh cảm còn lý cương cười híp mắt nói tô lão đại sau này tiểu đệ sẽ cùng người lăn lộn kiếm cơm rồi lý huynh khách khí rồi người là tiền bối của phi ưng ban ta nên theo học hỏi người mới đúng tô tín khiêm tốn nói cậu không hề ngây thơ cho rằng hổ tam gia phái hai người này đến là để giúp cậu đối với người vừa giết nghĩa tử của mình còn phân tích suy nghĩ trong lòng mình rõ ràng thấu triệt hổ tam gia dù có đề phòng tô tính thế nào thì cậu cho rằng đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng chỉ dựa vào hai người này mà muốn khống chế tô tính, hổ tam gia nghĩ cũng đơn giản quá. Được rồi, các ngươi lui trước đi, ta còn chuyện muốn nói với tô tính. Hổ tam gia xua tay, Lý Hoại và Lý Cương lập tức đi ra ngoài. Hoàng Bính Thành để lộ ánh mắt khâm phục với tô tính. Vị lão đại này thật giỏi. Chỉ vài câu mà đã giải quyết được chuyện này, hơn nữa còn có được hổ tam gia làm chỗ dựa vững chắc. Có nghĩa phụ là hổ tam gia, địa vị tô tính trong phi ưng bang sẽ vững như bàn thạch. Mà với cái danh bang chúng đầu tiên nương tựa vào tô tính, điều này cũng chứng minh Hoàng Bính Thành hắn đã cực đúng. Sau khi mọi người đều ra ngoài, tô tính cung kính hỏi, nghĩa phụ, người còn có chuyện gì muốn căn dặn? Ngươi từng học nội công đúng không? Câu hỏi của hổ tam gia nhất thời làm tô tính kinh ngạc theo tư liệu về ông ấy trong phi ưng bang chỉ có ban chủ và ba vị đường chủ là những võ sĩ tinh thông nội công hổ tam gia sao có thể nhìn ra được cậu biết nội công chứ nhìn thấy vẻ chấn động của tô tín hổ tam gia hài lòng gật đầu ngươi không cần lo lắng ta sẽ không cướp đoạt nội công tâm pháp của ngươi đâu vì ta cũng biết nội công tô tín cẩn thận hỏi nhưng hài nhi nghe mọi người nói trong phi ưng bang chúng ta chỉ có ban chủ và ba vị đường chủ có học qua nội công Nghĩa Phụ và những vị khác, chỉ tinh thông một số công phu bên ngoài thôi. Bọn họ thì biết cái gì? Hổ Tam Gia không ngại nói, lúc đầu phi ưng bang chúng ta lập ra chỉ có khoảng 30 người, mấy người bọn ta hầu như đều là huynh đệ theo ban chủ đi lăn lộn tranh giành. Ban chủ biết nội công, sao không chỉ cho bọn ta được chứ? Sự thật là giờ 13 đại đầu một phi ưng bang đều từng theo ban chủ học qua nội công. Nhưng võ công, không phải chỉ dựa vào việc khổ luyện cần cù là học được, mà còn cần có tư chất. Cơ thể người có cả thảy 108 huyệt đạo, luyện hóa 36 huyệt đạo là hậu thiên một, luyện đến 72 huyệt đạo là hậu thiên 2, luyện đến 108 huyệt là hậu thiên đại viên mãn. Chỉ khi đi hết cảnh giới hậu thiên, mới có thể xưng là võ sĩ thật sự, đáng tiếc lão phu dùng 40 năm cũng chỉ luyện được 30 huyệt đạo mà thôi. Những điều hổ tam gia nói thực sự tô tính chưa từng biết đến. Nhưng bên trong toàn chân giáo nội công sơ cấp mà cậu rút thưởng được có lẽ có những thứ này. Nhưng thứ cậu vừa rút được đó, cơ bản chưa từng xem qua, mà chỉ dựa vào chút chân khí của mức tu luyện 5% hệ thống tặng để đi báo thù. Với uy lực thiết sa trưởng của người, dù là võ sĩ hậu thiên một, cũng không đấu lại được người. Tô tính định hót nói. Được rồi, ngươi không cần tân bốc ta, quay về làm cho tốt khoái hoạt lâm là ranh giới giữa phi ưng bang và thanh trúc bang hãy nhớ đừng để phi ưng bang ta mất mặt đấy cảm thấy những lời đó của mình đã áp chế được tô tín hổ tam gia hài lòng gật đầu vâng thương nghĩa phụ vậy hài nhi xin cáo từ tô tín đứng dậy cung kính bái biệt hổ tam gia rồi quay người rời khỏi phòng khách Chương 6, hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau khi đợi tô tính đi khỏi, một người trung niên khoảng 40 tuổi, ăn mặc nho nhã từ đằng sau bức bình phong bước ra, chép miệng nói, người thanh niên này thật không tầm thường, cơ mưu này thật khủng khiếp, e là hắn chưa đến 20 nhỉ. Tam gia, người yên tâm giao khoái hoạt lâm cho hắn sao? Không sợ hắn sẽ trở thành trận đáo thứ hai sao? Sợ. Ta chỉ sợ hắn không trở thành được trận đáo thứ hai thôi khóe miệng Hổ Tam gia lộ ra ý cười, lúc này tiểu tử đó nói không sai, ta đã già rồi, đánh đấm không nổi nữa, ngồi thêm cái ghế này khoảng 10 năm ta cũng nên nghỉ ngơi rồi. Giờ ban chủ cũng già rồi, ông ấy đã bắt đầu bồi dưỡng thiếu ban chủ, đến lúc thiếu ban chủ kế vị, một đời hoàng đế một đời thần, vua nào thần đó, ngươi nghĩ hắn ta sẽ trọng dụng những lão già như chúng ta sao? Chi bằng sớm rút lui, tránh chướng mắt một số người. Đến lúc đó tiểu tử Tô Tính này có lẽ đã trưởng thành rồi, có người nghĩa tử này tại vị, ta cũng không sợ người khác lạnh nhạt, ít ra phú quý nửa đời còn lại vẫn có thể giữ được. Người trung niên nho nhã ấy có chút do dự, nhưng mà Tam gia biết người biết mặt không biết lòng, tiểu tử này mưu trí như vậy, người không sợ sau này hắn lấy oán báo ân hay sao? Hắn là một người thông minh, nên sẽ không làm như vậy. Nếu hắn phản bội ta, sẽ mang tiếng vong ân phụ nghĩa chúng ta lăn lộn giang hồ nếu có tiếng xấu thì ai còn dám theo cùng vì vậy phản bội ta hắn chẳng có chút lợi ích gì nhưng nếu ta sống được lâu với uy tín bao năm nay còn có thể giúp hắn áp chế được những người già trong bang để hắn thuận lợi tiếp quản thế lực trong tay ta sau khi kế vị cũng có được sự trọng dụng của thiếu bang chủ vì vậy hắn không những sẽ không phản bội ta mà còn hiếu kính với ta nữa vẫn là tam gia người nhìn xa trông rộng tại hạ bái phục Người trung niên nho nhã đó chấp tay tháng phục. Giờ hắn đã biết được, vì sao hổ tam gia này lại bất ngờ thu nhận tô tính làm nghĩa tử, thì ra ông ấy đã nghĩ xa như vậy. Hổ tam gia xua tay, thu lại nụ cười, nói, nhìn xa trông rộng. Cũng có thể, lăn lộn bao nhiêu năm nay, nếu không có tính toán, ta cũng không sống được đến ngày hôm nay. Vừa rồi ta nói với tên tiểu tử tô tính đó lúc phi ưng ban chúng ta vừa lập ra có hơn 30 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại mười mấy lão già Nhưng ngươi nghĩ mười mấy người đã chết kia là vì quyết đấu bang phái sao? Người trung niên nho nhã đó bị ánh mắt lạnh lẽo của hổ tam gia làm cho sợ hãi Liên quan đến chuyện bí mật năm xưa của phi ưng bang Ông không dám nghe tiếp nữa Lúc này ngoài cổng nhà hổ tam gia Tô tính chấp tay nói với Lý Cương và Lý Hoại Hai vị có thể đến giúp sức đó là vinh hạnh của tô tính ta Sau này mọi người đều sẽ là huynh đệ Lý Hoại lạnh lùng đáp, tam gia để ta theo ngươi là muốn giúp ngươi xây dựng được địa vị vững chắc trong phi ưng bang, đừng nghĩ ta sẽ xem ngươi là lão đại, giống như những tiểu lâu la kia bảo sao nghe vậy. Nói xong, Lý Hoại chợt quay người bước đi, dường như không coi tô tính ra gì. Hứ! Ăn nói kiểu gì vậy? Tô lão đại là nghĩa tử mà tam gia vừa mới thu nhận đấy. Nhìn thấy thái độ Lý Hoại như vậy. Hoàng Bính Thành bỗng nổi giận cũng không biết là vì lý hoại không coi tô tính ra gì hay là vì cái chữ tiểu lâu la đâm thẳng vào mặt hắn. Lý Cương cười hiếp mắt bước đến trước chắp tay, tô lão đại, cậu ta là người như vậy, người đừng để bụng, ta đi khuyên cậu ấy. Nói xong, Lý Cương liền đuổi theo Lý Hoại. Hoàng Bính Thành lẩm bẩm, đuổi theo làm gì chứ? Đừng tưởng mình biết đánh đấm thì ghê gớm lắm sao? Người biết hai người này sao? Tô Tính đột nhiên hỏi. Hoàng Bính Thành gãi đầu, tôi có nghe qua Lý Hoại là tay chân đứng đầu trong các thuộc hạ của hổ Tam Gia, tuy mấy năm gần đây mới lộ diện nhưng lại ra tay tàn độc. Nổi tiếng không sợ chết trong phi ưng bang chúng ta. Còn về Lý Cương, hắn cũng có thân phận tương tự Lý Hoại, đều là tay chân trẻ tuổi dưới trướng hổ Tam Gia nhưng so với Lý Hoại, hắn lại không có tiếng tâm gì. Nhắc đến Lý Hoại, Hoàng Bính Thành vẫn mang vẻ phẫn nộ, hứ. Tên Lý Hoại đó cũng quá hống hách rồi, Hắn tưởng hắn là ai chứ? Giờ đến tiểu đầu mục cũng chẳng phải. Còn xem thường tiểu lâu la, hắn chẳng phải cũng là tiểu lâu la sao? Xem lý cương người ta kìa, cũng thân phận đó, nhưng biết khiêm tốn hơn nhiều. Đâu giống với lý hoại, bộ dạng giống như lão đại lão như vậy. Tô tính điềm tĩnh lắc đầu, ngươi không hiểu đâu. Chó cắn người thường sẽ không sủa. Hoàng Bính Thành khó hiểu gãi đầu có những thứ tô tín nói hắn không thể hiểu được là ý gì nhìn thấy tô tín nhấc chân bước đi hắn cũng lập tức đi theo sau khi tô tín về khoái hoạt lâm những ban chúng trước đó nhìn thấy tô tín không chỉ từ chỗ hổ tam gia trở về mà còn dẫn theo hai tay chân có tiếng tăm trong ban về bọn họ liền thay đổi thái độ với tô tín có thể có được sự thừa nhận của hổ tam gia chứng tỏ tô tín đã hoàn toàn đã đứng vững trong phi ưng ban trong ban phái không so sánh tông môn chỉ cần người bên trên không phản đối, lật đổ lão đại cũng không phải là chuyện gì to tác. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, thưởng thành công gồm 10 điểm phản diện, một viên dưỡng khí đang một. Vừa bước vào khoái hoạt lâm, trong đầu tô tính đã vang lên âm thanh của hệ thống. Viên dưỡng khí đơn đó được tô tính cất vào chỗ hệ thống, giờ không phải là lúc uống nó. Đã sắp xếp xong chỗ Lý Cương và Lý Hoại chưa? Tô tính hỏi. Hoàng Bính Thành vội đáp, đều đã sắp xếp xong, nơi ở là phòng tốt nhất của nhà trọ Đông Thăng, mỗi ngày tốn một hai lượng bạc đấy. Hai người này tuy mang danh nghĩa là cùng Tô Tính lăn lộn nhưng cơ bản lại là người của hổ Tam Gia. Trước khi Tô Tính đủ lông đủ cánh, vẫn cần luyện tốt công phu mới được. Lão đại, nhà của người tiểu nhân cũng đã thu dọn xong, có thể vào ở bất cứ lúc nào. Hoàng Bính Thành cười nịnh bợ, giờ hắn đang vô cùng bội phục vị lão đại này chỉ trong một ngày đã từ một bang chúng không có tiền đồ gì bạo gan giết chết lão đại rồi trở thành tiểu đầu một trẻ tuổi nhất trong phi ưng bang kim nghĩa tử của hổ tam gia. Loại chuyện này, Hoàng Bính Thành sống nửa đời người giờ mới thấy lần đầu. Ta còn có nhà của mình sao? Hoàng Bính Thành giải thích, đây là căn nhà của đám người thanh trúc bang trước kia để lại, giờ khoái hoạt lâm là của chúng ta. Chỗ này đương nhiên cũng là của lão đại rồi. Tô tính gật đầu. Khoái Hoạt Lâm trước giờ đều thuộc địa bàn Thanh Trúc Bang, chỉ là do gần đây không biết vì sao Phi Ưng Bang đột nhiên nổi điên khai chiến với Thanh Trúc Bang mới giành được Khoái Hoạt Lâm này về tay. Nghĩ tới căn nhà đổ nát trước kia của mình, Tô Tín không thèm phí lời với Hoàng Bính Thành nữa, rời đi ngay khỏi Khoái Hoạt Lâm. Hình Nhi hiện giờ đang ở trong quán Vương Bà. "Ca ca, huynh về rồi à?" Nhìn thấy bóng dáng Tô Tín, Hình Nhi chạy một mạch đến cứ như con lừa dính vào người tô tính vậy được rồi được rồi là đại cô nương rồi mà không biết xấu hổ gì cả tô tính xoa đầu hinh nhi đi ca ca dẫn muội đến nhà mới tô tính bế hinh nhi lên lúc đi đã để lại một nén bạc cho vương bà chỉ có một lượng bạc không phải tô tính không muốn đưa thêm mà là ở nơi dân nghèo trường lạc phường này có tiền vốn cũng là một cái tội nếu tô tính đưa nhiều tiền đó là đang hại vương bà tuy nói là chuyển nhà nhưng nhà cũ của tô tính chẳng có đồ gì để mang đi thứ đáng giá nhất trong nhà có lẽ chính là miếng đất đó vì vậy tô tính chỉ mang theo mấy thứ để mặc là coi như xong chuyện rồi đúng rồi hinh nhi chiếc vòng mẹ để lại cho mùi đâu tô tính nhớ mẹ ruột của mình hình như có để lại một chiếc vòng tay cậu vẫn giao cho tô hinh nhi bảo quản đây cũng là thứ quý giá duy nhất trong nhà cậu dù cho là lúc khó khăn nhất cậu cũng không hề nghĩ đến việc mang nó đi cầm cố. Vòng tay, vòng tay. Khuôn mặt hình nhi mang vẻ sợ hãi, tuổi thân không nói nên lời. Tô tính xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng nói, hình nhi đừng sợ, nói với ca ca vòng tay đang ở đâu, bị mất rồi sao. Tô hình nhi nhếch môi, mắt còn động lệ, nói, vòng tay không bị mất, lúc trước ca ca bị thương, hình nhi muốn đến quầy thuốc trộm ít thuốc về, nhưng đã bị ổng chủ bắt được ông ấy nói mùi phải đền bù thiệt hại, thế là cướp mất vòng tay. Kaka, có phải Hinh Nhi vô dụng lắm không? Nhìn thấy bộ dạng này của Hinh Nhi, Tô tính nổi lên sát khí. Nhưng miệng cậu ông Nhu nói, yên tâm đi, ngày mai Kaka đưa muội đi lấy vòng tay về, giờ đi xem nhà mới của chúng ta đã. Bên khoái hoạt lâm, Hoàng Bính Thành đã sắp xếp xong, Tô tính có thể vào ở ngay. Ngôi nhà đó ở cạnh khoái hoạt lâm, tuy không phải là nhà cao cửa rộng nhưng cũng là một ngôi tứ hợp viện không nhỏ. Từ nhỏ Tô Hinh Nhi luôn sống ở nơi nghèo nàn giờ vào ở nơi xa hoa như vậy nên rất vui mừng, suốt buổi chiều nằm ngủ mắt cứ cười như vần trăng lưỡi liền. Sắp xếp cho Tô Hinh Nhi nghỉ ngơi xong. Tô tính trở về phòng của mình, lấy viên dưỡng khí đang một đó ra. So với dưỡng khí đang thứ cấp, vẻ ngoài của viên dưỡng khí đang một này ít ra cũng dễ nhìn hơn, cấp đánh giá cũng là một sao. Một ngụm nuốt xuống, Tô Tính lập tức cảm thấy một dòng khí ấm chạy vào đan điền. Như Hổ Tam Gia đã nói, võ giả ở giai đoạn hậu thiên quan trọng nhất là luyện hóa huyệt đạo bản thân. Cơ thể có 108 huyệt đạo, con số hợp lại của thiên canh địa sát. Đã thông được một huyệt đạo, thể lực, khí huyết và chân khí bản thân đều tăng lên. Hổ Tam Gia nói luyện hóa huyệt đạo vô cùng gian khổ, điều này Tô Tính đồng ý. Nhưng cũng không hoàn toàn tán thành. Với những người bình thường, dù có nội công thì việc luyện hóa huyệt đạo cũng không hề dễ dàng Năm đó Hổ Tam Gia không được danh sư chỉ giáo Nội công bản thân cũng không phải là loại cao cấp Cộng thêm việc tư chất võ đạo trong người ông cũng thuộc hạng bình thường Chỉ có thể dốc sức vào những loại ngoại công như thiết sa trưởng 40 năm chỉ luyện hóa được 30 huyệt đạo là chuyện bình thường Nhưng Tô Tín có hệ thống đại phản diện, tài nguyên không hề thiếu Còn có vô số công phu mạnh mẽ bên trong nữa nếu cậu vẫn bị dừng lại ở cảnh giới hậu thiên vậy thì không cần luyện tiếp nữa. Có thể lấy tóc thắt cổ tự tử luôn. Nhờ vào chân khí mạnh mẽ của viên dưỡng khí đan này, tô tính nhanh chóng đã thông huyệt vị đầu tiên của cơ thể. Nhờ sức mạnh của dưỡng khí đan, huyệt vị rất nhanh đã được chân khí dung hợp, máu huyết đi qua huyệt đạo đột nhiên trở nên dồi dào, chân khí đi qua cũng trở nên thông suốt, dường như chẳng có trở ngại gì. Chỉ mở một huyệt đạo mà lập tức có thể giúp tô tính thay đổi lớn như vậy, cậu rất mong chờ lúc mình đạt được cảnh giới hậu thiên đại viên mãn, luyện hóa xong 108 huyệt đạo sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Cọt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra. Hình nhi nhỏ bé bước vào. Sao vậy? Nhìn thấy hình nhi bước vào, tô tính thu lại tư thế luyện công. Mùi ở một mình trong phòng nên thấy sợ, ca ca, mùi có thể ngủ với huynh được không? hình nhi chớp chớp đôi mắt to nhìn tô tín khuôn mặt mang vẻ như nếu không được đồng ý sẽ khóc lên vậy tô tín ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài một chút không ngờ trời đã tối rồi được nhưng khi ngủ phải ngoan đấy không được tè dầm trên giường nhé lúc trước trong nhà tô tín chỉ có một căn phòng và một chiếc giường tất nhiên hình nhi sẽ ngủ cùng với tô tín tiểu cô nương không có cảm giác an toàn một mình ở trong một căn phòng thực sự không quen ca ca thật đáng ghét Hình Nhi chợt đỏ mặt. Trước kia lúc còn nhỏ mẹ cô bận làm việc để kiếm tiền về, là ca ca trong năm cô, vì vậy chỉ cần cô không nghe lời việc gì, tô tính liền đem chuyện cô tè dầm lúc còn nhỏ ra treo. Sắp xếp cho Hình Nhi xong, tô tính cũng ngủ theo. Chương 7, Đại Tu Di Kiếm Pháp Đại Tu Di Kiếm Pháp sáng sớm hôm sau, khi Tô Tính tỉnh dậy, nhìn thấy Tô Hình Nhi vẫn đang say ngủ như một chú heo con nên không làm phiền cô bé mà đi thẳng ra bên ngoài. Bên ngoài được Hoàng Bính Thành sắp xếp hai tên bàn chúng nhanh nhẹn canh gác. Vốn Hoàng Bính Thành định sắp xếp bốn người nhưng Tô Tính cảm thấy không cần thiết nên chỉ để lại hai người, còn hai người kia sẽ luân phiên canh gác. Nhìn thấy Tô Tính bước ra, hai bàn chúng đó vội vàng cung kính hành lễ, Tô Lão Đại. Tô Tính gật đầu, lấy ra một lượng bạc nhét vào tay một người, đi mua 10 cái bánh bao nhân thịt và nửa cân sữa đậu nành về. Chỗ tiền thừa còn lại đi mua rượu uống đi, canh gác một đêm vất vả rồi. 10 cái bánh bao nhân thịt và nửa cân đậu nành chỉ 11 văn tiền, số tiền còn thừa đều thưởng cho họ, chuyện này làm hai ban chúng vô cùng cảm động. Đa tạ tô lão đại. Nhìn sự cảm kích của hai người đó tô tính có chút ngạc nhiên, chẳng qua chỉ là chút tiền thưởng thôi mà, có đến mức cảm động như vậy không? thật ra cậu không biết được rằng lúc trước lưu tam đao làm lão đại luôn nghiêm khắc với bọn họ hở một chút là đánh với mắng tính cách lưu tam đao này không thành người tại được trước kia lúc hắn còn là ban chúng cấp thấp thì lại giao thiệp rộng rãi đối với ai cũng mang vẻ hào phóng nhưng đến lúc hắn lên chức lại tỏ ra vẻ tiểu nhân đắc chí quyền lực không cao là bao nhưng quan uy lại không hề nhỏ đối với biểu hiện lúc trước của tô tính ở tuyến nguyệt lâu bọn họ đều chú ý sự tàn nhẫn đó làm bọn họ không rét mà run bọn họ cứ nghĩ rằng vị lão đại lên chức lần này cũng hung hãn không ngờ thường ngày tô tính lại hòa nhã như vậy thậm chí còn vô cùng hào phóng cứ như lúc nào cũng thưởng được một lượng bạc vậy đối với những ban chúng cấp thấp như bọn họ một lượng bạc đã đủ cho họ sống cả một tháng quay trở về phòng tô hình nhi còn đang ngủ say tô tính liền vào trong hệ thống trước trong không gian hệ thống trắng xóa màn hình lớn không còn là một mảng trống nữa, mà có một ô viết, điểm phản diện, 10 điểm. Chúc mừng ký chủ đã đi được bước đầu tiên, khoảng cách lại gần thêm một bước so với mục tiêu phản diện mạnh nhất. Nhiệm vụ tân thủ đã được hoàn thành, kích hoạt nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ chính, tư thế kiêu hùng, một. Giải thích nhiệm vụ, đại trưởng phu không thể một ngày không quyền lực, nếu muốn có quyền, trước hết cần có tiền. Trong thời hạn nửa năm, phải kiếm được 10 vạn lượng bạc trắng. Nhiệm vụ thất bại, bị đoạt lại một công pháp có tính vĩnh viễn ngẫu nhiên mà bản thân đã học được. Thưởng nhiệm vụ, một lần rút thưởng trung cấp, 200 điểm phản diện. 10 vạn lượng bạc trắng. Cha cha, đúng là chẳng phải con số nhỏ. Hiện giờ tiền thường lệ mà tô tính kiếm được chính là từ chỗ những thương gia của khoái hoạt lâm kia, thường được gọi là phí bảo kê. Thường thì mỗi tháng khoản tiền này chỉ hơn 1.000 lượng. Khoảng thời gian này Lưu Tam Đao có thể thu về mấy nghìn lượng là vì hắn cố sức bốc lột. Nhưng nếu Tô Tín cũng làm như vậy thì không đến hai tháng khoái hoặc lâm sẽ phá sản hàng loạt. Muốn kiếm được 10 vạn lượng thực sự cần nghĩ cách hay hơn mới được. Hơn nửa giờ Tô Tín cũng thực sự rất cần tiền. Phát triển bang phái rất cần người, càng cần tiền hơn. Không có tiền, những bang chúng đó sẽ rút đao ra đi chém người giúp mình sao? không dùng đao chém mình đã may mắn lắm rồi ấy chứ. Đúng rồi, tại sao nhiệm vụ chính tuyến lần này bị phạt nhẹ như vậy, chỉ là bị đoạt mất một bộ công pháp. Còn nhiệm vụ tân thủ thì lại bị chặt mất cả một cánh tay. Tô tính hỏi. Nhiệm vụ tân thủ thất bại lại bị phạt nặng hơn nhiệm vụ chính. Tô tính nghiêm túc cho rằng điều này không hợp lý. Nếu đến nhiệm vụ tân thủ cũng không thể hoàn thành, vậy chứng minh rằng ký chủ quá phế vật, chết càng sớm càng tốt đỡ phải lãng phí thời gian tô tính phải rồi tôi nhớ ra còn một cơ hội rút thưởng sơ cấp tôi muốn rút mỗi ngày mới tô tính sẽ có một cơ hội rút thưởng sơ cấp tuy rút thưởng sơ cấp vô bổ nhưng với tình trạng nghèo rớt mồng tơi như hiện tại dù chỉ rút được một viên dưỡng khí đang thôi cũng không tệ vòng quay trên màn hình bắt đầu chuyển động nhưng lại không được dưỡng khí đang hay công pháp như tô tính mong đợi mà là nhảy vào ô tạp vật chúc mừng ký chủ rút được mảnh vải được chính tay đông phương bất bại theo. Đánh giá cấp một sao. Sắc mặt tô tính tối sầm lại, cậu cần thứ đồ chơi này làm gì chứ? Bản thân đâu phải là dương liên định chứ? Chỉ còn cách chọn vứt bỏ nó, rồi tô tính nghĩ một hồi, nói, ta còn có 10 điểm phản diện, ta dùng nó rút thêm một lần sơ cấp nữa. Giờ tô tính tuy đều đã có nội công và chiêu thức, nhưng chiêu thức lại mới chỉ có một. Kinh vô mệnh khoái kiếm tuy mạnh nhưng chỉ mạnh ở mấy điểm như lạ, hung, độc. Hệ thống đã từng nói, khoái kiếm này không thể đạt được 100% độ thuần thục, phong cách cá nhân của kiếm pháp này quá mạnh mẽ. Khoái kiếm tô tính sẽ có khiếm khuyết. Một khi đối thủ phân tích ra được, ngoài kiếm ra không còn thủ đoạn gì khác thì tô tính sẽ trở thành kẻ tài hèn sức mọn. Không phải ai cũng đều có thể giống như phi đao của Lý Tầm Hoang, một chiêu thức thắng cả thiên hạ vòng quay nhanh chóng chuyển động công pháp vật phẩm tiêu hao đơn dược cuối cùng trong ánh mắt đầy hy vọng của tô tín kim từ từ vượt qua ô trống miễn cưỡng nhảy vào ô công pháp màn hình lớn xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mang khăn đội đầu mặc áo dài vùng đại mạc tây bắc trong tay cầm thanh kiếm có tay cầm bảo vệ hình tròn nam tử trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn nhưng giữa hai đường chân mày lại có một vẻ khốc liệt và bất khuất làm người khác khi nhìn vào có chút không thoải mái Chúc mừng ký chủ đã rút được nhân vật sở chiêu nam, có trên người bảy loại công pháp như truy phong kiếm pháp, đại tu di kiếm pháp, thiên sơn kiếm pháp. Đánh giá một sao đến một sao rưỡi. Ký chủ có thể lựa chọn rút ngẫu nhiên, cũng có thể dùng 20 điểm phản diện để chọn loại chỉ định. Sở chiêu nam, là cậu ấy sao? Kiếm chủ du long kiếm trong thất kiếm hạ thiên sơn, một trong ba nhà kiếm thuật đời đầu của Khang Hy. Kiếp trước tô tính ít đọc tiểu thuyết của Lương Vũ Sinh thậm chí bộ thất kiếm Hạ Thiên Sơn nổi tiếng này, Tô Tính lần đầu biết đến là nhờ coi phim. Trong thất kiếm của phiên bản Triệu Văn Trác, nhân vật sở chiêu nam được thay đổi khá nhiều nhưng vẫn là một nhân vật anh hùng chịu khổ. Nhưng trên thực tế, người này thực sự là một nhân vật phản diện. Sở chiêu nam tuy là một trong thất kiếm nhưng tính tình lại cuồng ngạo, phẩm chất bị ổi, thấy lợi quên nghĩa. Trước thì theo nữ anh hùng phi hồng cân, giúp đỡ kháng thanh, cuối cùng lại vì mạng sống mà phản bội phe cánh, nương nhờ nhà Thanh, trở thành tay sai cho triều đình nhà Thanh. Lần trước chọn chỉ định chỉ mất 5 điểm phản diện. Vì sao lần này lại mất đến 20 điểm? Tô tính thắc mắc hỏi. Hệ thống đáp, lần trước trút được nhân vật Doãn Chí Bình, công pháp cao nhất của nhân vật này là nửa sao, vì vậy chỉ tốn 5 điểm phản diện. Còn nhân vật bây giờ là sở chiên nam được đánh giá là một sao, công pháp có cấp từ một sao đến một sao rưỡi vì vậy cần tốn điểm phản diện cao hơn để tiến hành rút tô tín lắc đầu nói đúng là không chừa lại lỗ trống nào rút ngẫu nhiên đi nhưng người này đúng là có nhiều công pháp thật có đến bảy loại đáng tiếc cấp đều không cao là bao sư phụ của sở chiêu nam là hối minh thiền sư người sáng lập ra nhánh bắt phái thiên sơn ông biết tất cả những công pháp của phái thiên sơn có điều võ hiệp lương phái thuộc thế giới võ học cấp thấp không thể so được như những võ hiệp bên hoàng phái, dường như gần đúng như tưởng tượng, đánh giá thấp như vậy cũng rất bình thường, tôi tính nghĩ lại cũng thấy đúng. Vòng quay lại chuyển động, hệ thống lạnh lùng nói, chúc mừng ký chủ, thành công rút được bộ Đại Tu Di Kiếm Pháp, cấp đánh giá là một sao. Đại Tu Di Kiếm Pháp được Thiên Sơn Thần mang lăng vị phong sáng tạo ra, lấy giới tử dung nạp vào ý của Tu Di. Công thủ hợp nhất, biến hóa phức tạp, mỗi một chiêu thức đều không có kẻ hở tuy không phải là truy phong kiếm pháp mà tô tính muốn có điều đại tu di kiếm pháp này cũng có ưu thế trong việc phòng thủ có thể bù vào khiếm khuyết phòng thủ cho khoái kiếm kinh vô mệnh cũng coi như không tồi một lúc sau ban chúng bên ngoài đã mua bữa sáng về tô tính vỗ vỗ mặt tô hinh nhi lúc này cô bé xoa xoa mặt bộ dạng vẫn đang còn ngái ngủ a wow. là bánh bao nhân thịt nhìn thấy bánh bao nhân thịt nóng hổi bốc hơi trên bàn vẻ mặt buồn ngủ của hình Nhi bỗng nhiên biến mất, lập tức bốc lấy một cái nhét vào miệng. Tô tính trót cho cô bé một cốc sữa đậu nành, gõ vào đầu cô, chưa rửa tay nhé. Bẩn không chứ? Hình nhi đang ngầm ngoạm bánh bao nói, mắt hiếp lại thành mặt trăng lưỡi liềm, cũng chẳng đáp lời, chỉ đang cố sức nhét hết chiếc bánh bao vào miệng. Thế giới của tiểu cô nương rất đơn giản, chỉ cần có đồ ăn ngon, có ca ca bên cạnh đã là hạnh phúc vô cùng. Ăn xong bữa sáng, Tô Tính căng dặn thuộc hạ cho gọi Hoàng Bính Thành đến. Tô Tính trở thành tiểu đầu mục được bật trên phi ưng ban thừa nhận, với tư cách là người đầu tiên nương tự Tô Tính, giờ Hoàng Bính Thành đã là người dưới một người mà trên cả mấy mươi người. Đêm đến khi Tô Tính đã ngủ, hắn lại muốn thử uy quyền. Cho gọi hơn 60 ban chúng thuộc hạ của Tô Tính đến giáo huấn, thật thỏa lòng. Tô Lão Đại, người gọi tiểu nhân. Ngồi đi. Tô Tính chỉ Tô Hinh Nhi nói, đây là mùi mùi hình nhi của ta. Ôi, tiểu cô nương này trông thật xinh đẹp. Hoàng Bính Thành khen lớn, nhưng tướng mạo của hắn, nhìn thế nào cũng vẫn giống một đại thúc dùng kẹo lừa gạt tiểu cô nương. Hình nhi ngoan ngoãn đáp, chào đại thúc. Sắc mặt Hoàng Bính Thành bỗng tối sầm lại, nhìn rất đáng thương, năm nay hắn chỉ mới qua tuổi 30 mà thôi, sao đã thành đại thúc rồi chứ? Hơn nữa hắn không để tâm việc tô tính là lão đại nhưng mùi mùi tô tín gọi hắn là đại thúc bỗng nhiên bản thân hắn lại già đi một bậc gọi là đại ca tô tín mỉm cười vâng chào hoàng đại ca tô hinh nhi hoài nghi nhìn vẻ mặt già trước tuổi đó của hoàng bính thành nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng đại ca tô tính xoa đầu tô hinh nhi nói với hoàng bình thành tìm vài huynh đệ đi một chuyến đến quầy thuốc vương ký người muốn mua thuốc gì cứ căn dặn một tiếng là được tiểu nhân kêu bọn họ đi mua Ánh mắt tô tính lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, không phải mua thuốc, chỉ là tìm người lấy chút đồ về mà thôi. Chương 8 đánh chết quá tàn nhẫn, chỉ đánh cho tàn phế đánh chết quá tàn nhẫn, chỉ đánh cho tàn phế cả trường lạc phường chỉ có một tiệm thuốc, nó nằm ở cạnh khoái hoạt lâm. Những người khác đều cho rằng trường lạc phường là khu dân nghèo, không có gì béo bở nên không muốn mở tiệm thuốc ở đây khoái hoạt lâm tuy giàu có nhưng một con đường thì có được bao nhiêu người bệnh mở tiệm thuốc ở đây sẽ chỉ thua lỗ nhưng trưởng quầy tiệm thuốc vương ký lại nghĩ xa hơn những người khác người nghèo không xem bệnh nổi bệnh nhẹ thì chịu đựng chỉ khi chịu không nổi nữa mới đến tiệm thuốc tìm lan trung đến lúc đó hắn có thể nặng tay chặt chém miếng lớn như sư tử gặm mồi tàu nát cũng có ba cân đinh người trường lạc phường có nghèo đến mấy cũng có thể kiếm được chút lời. Vì vậy chuyện làm ăn của tiệm thuốc vương ký không những không kém đi mà ngược lại còn kiếm được nhiều hơn các tiệm thuốc ở những phường nhộn nhịp khác. Chưởng quầy của tiệm thuốc vương ký khoảng 60 tuổi, thân hình béo tốt, nhìn không giống người giàu mà giống đồ tể mổ lợn hơn. Lúc này chưởng quầy vương đang ngắm nhìn một chiếc vòng tay màu xanh lục. Màu sắc chiếc vòng ngọc đó trông như nước. Bên trên có hoa văn chạm rỗng, nhìn có vẻ rất có giá trị thật đáng tiếc chiếc vòng này chỉ có một chiếc nếu gom được một đôi giá của nó có thể tăng lên gấp bội lần chẳng biết nha đầu đó rốt cuộc là con nhà ai nếu không đã có thể dùng thêm chút thủ đoạn lừa gạt không chừng lại lấy được thêm chiếc vòng còn lại trưởng quầy vương lắc đầu tiếc nuối cất chiếc vòng lại vào trong hộp chuẩn bị sẵn để lúc có thời gian sẽ đi đến tiệm cầm đồ một chuyến bán nó đi để đổi lấy bạc tất cả nhanh nhẹn chút đi không được lười biếng nếu không tiền công tháng này sẽ bị trừ sạch đấy trưởng quầy vương lên tiếng quát mắng người làm thuê trong tiệm hắn vừa định đứng dậy thì liền thấy một thanh niên tuấn tú dẫn theo một cô bé đi vào nhìn thấy cô bé đó ánh mắt trưởng quầy vương bỗng sáng lên đây chẳng phải là tiểu nha đầu đã đến trộm thuốc ở chỗ hắn mấy ngày trước đây sao ha ha tiểu nha đầu ngươi vẫn còn dám đến đây sao lần trước phá hoại nhiều thuốc của ta như vậy một chiếc vòng này không đủ đền đâu đấy nhanh mang chiếc vòng còn lại ra đền cho ta. Hình nhi bị trưởng quầy vương dọa cho sợ hãi, nắm chặt áo tô tính, uất ức nói, nhưng ta đã trả hết thuốc lại rồi. Hứ! Thuốc bị bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào rồi còn dùng được sao? Trưởng quầy vương hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt khinh rẻ. Tô tính xoa đầu hình nhi, thản nhiên nói với trưởng quầy vương, thuốc gì mà cần đến hai chiếc vòng ngọc để đền. Trưởng quầy vương giờ mới chú ý đến tô tính, cười khẩy nói, cậu là người nhà của tiểu nha đầu này à? Nhìn cho kỹ nhé, lần trước nó đã lấy xăm cao ly liêu đông, là thứ được vận chuyển từ Đông Tấn về đấy. Chuyển từ Đông Tấn về Đại Chu, mất đến mấy vạn dặm, mỗi cây sâm cao ly giá trên cả trăm lượng. Lần trước nó làm hỏng cả bảy, tám cây, cậu có đền nổi không? Chưởng quầy vương còn đặc biệt mang ra một chiếc hộp đựng sâm cao ly được gói bằng vải đỏ ra đặt trước mặt cậu bộ dạng như chắc chắn sẽ ăn thịt họ luôn vậy. Nói dối. Ông nói dối. Lần trước ta lấy vốn dĩ không phải là thứ này. Tô Hình Nhi nắm chặt tay, quất ức hết lớn. Hứ. Ta nói phải là phải. trưởng quầy vương nhìn tô tính, cười khẩy nói, tiểu tử, nhanh giao chiếc vòng ngọc còn lại ra cho ta, nếu không giờ ta đi báo quan, các ngươi đợi mà vào ăn cơm tù đi. Đối phó với những người dân trẻ tuổi như vậy Chưởng quầy vương là người có kinh nghiệm nhất. Chỉ cần mang quan phủ ra dọa bọn họ, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bác tự nha môn triều năm khai, hữu lý một tiền mặt tiếng lai. Đại ý là cửa nha môn. Có lý không tiền chẳng thắng nổi. Từ xưa đến nay, quan phủ được lập ra chẳng phải là dành cho dân nghèo. Nhưng nằm ngoài dự đoán của trưởng quầy vương đó là, hắn không hề nhìn thấy chút hoảng loạn nào trong ánh mắt tô tính người thanh niên này trước sau vẫn bình tĩnh như vậy. Trầm mặt một hồi, cuối cùng tô tính cũng lên tiếng, ta chưa từng được ăn cơm tù, nhưng ta tin rằng rất nhanh thôi ngươi sẽ không thể ăn cơm được nữa. Tiểu tử nhà ngươi còn dám uy hiếp ta? Chưởng quầy vương cười khẩy, biết phi ưng ban chứ. Mỗi tháng ta đều nộp cho bọn họ mấy mươi lượng bạc, có tin một khi ta mở miệng. Ngươi sẽ bị người phi ưng ban đánh gãy cả hai chân ném ra ngoài ngay không? Lão Hoàng, các ngươi vào đi. Tô Tính thấp giọng gọi. Nghe Tô Tính gọi, Hoàng Bính Thành lập tức dẫn theo tám ban chúng đi vào. Ôi! Hoàng gia, sao ông lại đến đây? Nhìn thấy Hoàng Bính Thành bước vào, chưởng quầy vương lập tức lê đôi chân vừa ngắn vừa mập chạy đến đón tiếp. Hoàng Bính Thành đã lăn lộn trong phi ưng bang mấy mươi năm. Trước kia khi Lưu Tam Đao còn là đầu mục, tuy hắn tín nhiệm tôn lão đại và những huynh đệ luôn đi theo hắn, nhưng chuyện thu tiền thuế vẫn giao cho kẻ dẻo miệng có kinh nghiệm là Hoàng Bính Thành. Vì vậy trưởng quầy vương rất quen thuộc với hắn, khi phi ưng bang vừa chiếm lĩnh khoái hoặc lâm hắn cũng đã đút lót cho Hoàng Bình Thành mấy lượng bạc, để mong hắn chiếu cố cho tiệm thuốc của mình. Lão đại người có chuyện gì căn dặn? Hoàng Bính Thành chẳng thèm nhìn trưởng quầy vương, mà cúi đầu cung kính hỏi. Lão, lão đại. Trưởng quầy vương bỗng ngây ngốc. Người thanh niên này là người của phi ưng bang sao? Hơn nữa kẻ lớn tuổi trong phi ưng bang như Hoàng Bình Thành còn gọi hắn là lão đại. Hoàng Bình Thành lạnh nhạt nhìn trưởng quầy vương, giờ ta giới thiệu lại với ngươi một chút. Lão đại tô tính của ta là nghĩa tử của đại đầu mục hổ tam gia, và là tiểu đầu mục mới lên chức, phụ trách quản lý khoái hoạt lâm. Vương mập ngươi cũng bản lĩnh nhỉ, dọa nạt cả lão đại của ta, ngươi nói xem có phải ngươi chán sống rồi không? đột nhiên trưởng quầy vương toát mồ hôi hột, đôi chân ngắn rung lên bần bật, cứ như sắp trụ không vững với thân hình mập mạp của hắn nữa. Đối với hạng thương nhân có chút tài sản nhỏ như hắn, không hề sợ quan phủ. Quản phủ mà đến gây rắc rối thì chỉ cần dùng tài tiêu tai, tốn chút tiền đút lót là xong chuyện. Con người mà bọn họ không đụng đến được đó là những bang phái giang hồ như phi ưng bang vậy. Làm ăn buôn bán coi trọng hòa khí để phát tài, gặp phải bang phái đấu đá, họ có hàng vạn thủ đoạn để lấy mạng bạn. Dù không lấy mạng bạn, cũng có thể làm bạn không thể làm ăn ở nơi đây được nữa. Tô lão đại, ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, người tha cho ta lần này đi. Chưởng quầy vương khóc lóc thảm thiết, lập tức mang trả chiếc vòng cho tô tín, còn kèm theo cả một sấp ngân phiếu, tô tín nhìn lướt qua, không ít hơn 300 lượng. Tha cho ngươi. Ha ha. Không hiểu vì sao tô tín chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi bế hình nhi đi khỏi tiệm thuốc. Chưởng quầy vương bị nụ cười tô tính làm cho hoảng sợ. Không hiểu ý cậu ta là gì. Hoàng Bính Thành chạy đuổi theo sau, trong mắt có tia ác ý, hỏi nhỏ, lão đại, hay là xử luôn tên vương mập này. Đừng chỉ nhìn vẻ nịnh bợ tô tính của Hoàng Bính Thành, ít nhất hắn cũng là nhân vật đã lăn lộn trong phi ưng bang hơn 10 năm, tuy không đánh đấm giỏi, nhưng cũng đã từng giết người. Tô tính lắc đầu, nói nhẹ, lão già đó không sống được lâu nữa đánh chết thì tàn nhẫn quá đánh cho tàn phế thôi không hiểu vì sao khi nghe tô tính nói thản nhiên như vậy hoàng bính thành bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng hắn gật đầu đi vào lại trong tiệm thuốc trong phòng bỗng vang lên tiếng hét thảm thiết của trưởng quầy vương đừng qua đây các ngươi muốn làm gì các ngươi dám động vào ta quan phủ sẽ không tha cho các ngươi đâu a à. a à tô tính vỗ đầu tô hình nhi, bịt tai cô bé lại, không để cô nghe thấy tiếng hét thảm của trưởng quầy vương. Nhìn thấy trưởng quầy vương nằm dưới đất đến thở khù khụ cũng không nổi nữa, Hoàng Bính Thành sờ cầm, nói, được rồi, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ đánh chết mất. Nghe mệnh lệnh của hắn, tám bang chúng này mới dừng tay. Nhìn thấy mấy kẻ làm thuê của tiệm thuốc co ro trong góc, Hoàng Bính Thành cười lạnh nói, giúp tên mập này băng bó đi. Đừng để hắn chết, lát nữa quan phủ mà đến, có lẽ các ngươi đều biết nên nói thế nào. Mấy người làm thuê vội và gật đầu, với gan hai người bọn họ, có cho cũng không dám chủ động gây chuyện với người của phi ưng bang. Hình nhi, chúng ta về nhà. Tô tính bế hình nhi lên, đeo chiếc vòng vào tay cô bé, trong lòng dâng lên một chút lo lắng. Kiểu dáng và chất liệu chiếc vòng tay này nhìn có vẻ tốt, không giống thứ mà tô gia có thể có được nhưng ấn tượng thời thơ ấu của tô tính đối với cơ thể này sớm đã mờ nhạt, thậm chí còn không nhớ rõ bằng hình nhi. Hỏi hình nhi hai câu, cô cũng nói không rõ ràng. Thế là tô tính không hỏi nữa. Đưa hình nhi về nhà, sắp xếp người chăm sóc cho cô bé xong, tô tính cho người gọi Hoàng Bính Thành đến, lão Hoàng. Tập trung tất cả ông chủ các tiệm làm ăn trong khoái hoạt lâm đến tuyên nguyệt lâu cho ta để nghị sự. Cậu còn một nhiệm vụ chính tuyến đó là phải kiếm được 10 vạn lượng bạc trắng, số tiền này phải moi được từ trong khoái hoạt lâm này. Có điều Tô Tính cậu không phải là Lưu Tam Đao, đương nhiên sẽ không đi vơ vét những ông chủ thương nhân đó, bởi như vậy chỉ là chuyện mổ gà lấy trứng mà thôi. Hoàng Bính Thành nghe xong liền hiểu ngay. Quan mới lên nhậm chức chắc chắn cần ra mắt. Trước kia Lưu Tam Đao lên chức cũng nhận không ít tiền hiếu kính từ bọn họ. Giờ lão đại là Tô Tính, bọn họ không chi ra chút ít, sau này còn muốn kiếm cơm ở khoái hoạt lâm sao? Nhìn thấy biểu cảm của Hoàng Bính Thành, Tô Tính liền biết hắn đang nghĩ gì, có điều cậu không giải thích, dù sao đến lúc đó hắn ta cũng hiểu rõ cả thôi. Chương 9, cải cách cải cách nửa canh giờ sau, các ông chủ sòng bạc, thanh lâu, tử lâu, khách trạm trong khoái hoạt lâm đều đã tập trung trong sảnh lớn của túy Nguyệt Lâu, chắp tay chào hỏi nhau tất cả đều mang vẻ mặt đau khổ làm ăn như bọn họ mỗi tháng phải trả tiền thuế cho bang phái là chuyện bình thường nhưng có ai từng thấy một tháng nộp đến ba lần chưa đầu tháng này khoái hoạt lâm vốn còn thuộc về thanh trúc bang bọn họ đã nộp một lần kết quả vừa nộp xong thuế phi ưng bang đã chiếm khoái hoạt lâm để cho lưu tam đau lòng tham không đấy vơ vét một hồi bọn họ đã đủ khổ sở giờ lại thêm một tô tính e là sắp phải chi lớn một lần nữa. Ông chủ lưu, ông chủ hoàng, hôm nay hai ông đến sớm vậy, có nghe ngóng được vị tô lão đại này là người thế nào không? Có người hỏi hai ông chủ ngồi đầu hàng. Trong số những thương nhân này, người có tiền nhất chính là ông chủ lưu của Thanh Lâu, tuyến nguyệt lâu này chính là sản nghiệp của ông ấy. Tiếp theo đó là ông chủ hoàng của Sòng Bạc, Sòng Bạc Thuận Đức của ông được xếp trong top 5 của Thượng Ninh Phủ. Ông chủ lưu tuy mở thanh lâu nhưng tướng mạo lại rất nho nhã, đứng đắn. Tuy người đã đến tuổi trung niên, nhưng nhìn vào. Dường như giống một nho sinh dạy học chứ không phải là một ông chủ thanh lâu chuyên làm chuyện buôn bán da thịt. Còn ông chủ hoàng thì lùn mập, tuy dáng vẻ giống như một phú ông nhưng nét mặt lại lầm lì như có thâm thù đại hận với tất cả mọi người vậy. Sòng bạc của ông mỗi ngày thu vào cả đấu vàng, trước kia bị lưu tam đao vơ vét một khoản nặng tay, lần này không biết sẽ bị tô tính vơ vét bao nhiêu nữa vì vậy trước câu hỏi của mọi người ông chủ lưu chỉ cười không nói ông chủ hoàng thì nói nặng lời ai mà biết hắn có đức hạnh gì dù sao cũng chẳng phải loại tốt đẹp nghe nói lúc nãy hắn đã đánh tàn phế ông chủ vương ký mọi người nghe xong không ngừng nhìn nhau vị lão đại mới này dường như cũng chẳng phải là nhân vật thân thiện gì có điều bọn họ không lo lắng chuyện tô tính động thủ với họ thân phận họ không hề giống với vương mập ở tiệm thuốc kia. Bọn họ có gia nghiệp lớn, trong tay có hơn trăm người làm, cũng được coi là nhân vật có máu mặt trong thường ninh phủ. Phi ưng bang nếu dám tùy tiện đánh chết hay đánh tàn phế họ, có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn, quan phủ sẽ không ngồi yên mà nhìn. Tô lão đại đến. Một bang chúng bên ngoài nói lớn, bỗng cắt ngang suy nghĩ lung tung của những ông chủ kia. Tô tính trẻ tuổi tuấn tú bước vào đại sảnh, các ông chủ đều cảm thấy có chút khó chịu. Thực sự là tô tính quá trẻ, bắt bọn họ gọi một người thanh niên chưa được 20 tuổi là lão đại, trong lòng rất là khó chịu. Nhưng cho dù khó chịu, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tô Tính giờ không chỉ là tiểu đầu một quản lý khoái hoạt lâm mà còn là nghĩa tử của hổ tam gia. Đằng sau có Lý Cương và Lý Hoại mặt lạnh theo cùng, họ là người mà hổ tam gia tặng cho Tô Tính, giúp cậu chống lưng. Chào các ông chủ! tại hạ là tô tín vừa lên quản lý khoái hoạt lâm mong các vị quan tâm chỉ bảo thêm tô tín ngồi xuống khuôn mặt mỉm cười chắp tay chào mọi người mang theo vẻ hòa khí các ông chủ lặng lẽ ném cái nhìn về ông chủ hoàng tô lão đại này nhìn có vẻ không tồi không hung hãn như lời ông ta nói ít nhất cũng tốt hơn lưu tam đao trước kia nhiều lưu tam đao chèn ép bao nhiêu năm bộ dạng tiểu nhân đắc chí thái độ vô cùng ngang ngược Ha ha, Tô lão đại khách khí rồi, sau này chúng tôi vẫn mong được Tô lão đại người bảo vệ che chở ấy chứ." Ông chủ Lưu của Tuyến Nguyệt lâu cười ha hả đáp, "Ông chủ Lưu khách khí rồi, cái này gọi là lấy tiền giúp người trừ họa, Phi Ưng Bang chúng ta sao có thể để kẻ khác ức hiếp các ông được." Nghe xong lời Tô tính, các ông chủ khác không khỏi nghĩ thầm, "Kẻ khác ức hiếp chúng tôi, Phi Ưng Bang các người không ức hiếp chúng tôi thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi." Nói đến đây, Tô Tính bỗng chuyển đề tài, về khoản tiền thuế, hôm nay ta thực sự có chút chuyện muốn bàn với mọi người. Nghe Tô Tính nói như vậy, các ông chủ đều nghĩ thầm, cuối cùng cũng vào chủ đề chính rồi. Thực ra bọn họ cũng đã biết được, hôm nay Tô Tính triệu tập bọn họ đến để làm gì, chẳng phải chỉ vì một chữ tiền thôi sao. Đúng là triều nào thân đó, lúc trước khi thanh trúc Bang còn quản lý khoái hoạt lâm, khoản tiền này là 30 lượng một tháng sau khi lưu tam đao thay thế, khoản này đã lên đến 50 lượng. Giờ đến tô tính, tuy nhìn vị tô lão đại này nhìn có vẻ trẻ trung hòa khí, nhưng e là khẩu vị cũng không hề ít. Ông chủ hoàng cảm thấy kỳ quặc nói, tô lão đại này, quy tắc phi ưng ban các ngươi thật kỳ lạ, đầu tháng vừa định xong khoản tiền thuế, giờ lại thay đổi sao? Song bạc thuận đức của ông ta ngày thu vào đấu vàng, thời gian trước bị lưu tam đao nặng tay vơ vét cũng không ít vì vậy ông nhạy cảm nhất với chữ tiền thuế này không kìm được nên thốt ra mấy lời bóng gió có điều nói xong ông lại có chút hối hận dù sao đối phương cũng là tiểu đầu một phi ưng bang quản lý cả khoái hoạt lâm tuy ngoài mặt không thể làm gì ông nhưng nếu ghét thầm ông một chút thôi thì họ thậm chí có thể khiến ông không thể làm ăn được ở khoái hoạt lâm nữa chẳng phải đều quá dễ dàng sao đơn giản nhất đó là cho vài tên bang chúng đứng trước cửa sòng bạc cứ nhìn thấy người là đuổi thì không quá ba ngày, cái sòng bạc này của ông sẽ phải đóng cửa. Có điều may ở chỗ là tô tính chẳng so đo với ông, chỉ thản nhiên ném cái nhìn về ông, rồi nói tiếp, quy tắc là do người đặt ra, lưu tam đào hắn có thể quy định, vậy sao tô tính ta không thể định được? Giờ ta quyết định. Sau này tiền thuế của mọi người, ta đều miễn hết. Câu tô tính vừa nói ra, bỗng chốc làm mọi người sững sờ. Không cần tiền thuế sao, vậy tô tính và thuộc hạ hắn lấy gì để sống phi ưng bang không có chuyện phát lương tháng cho ban chúng của mình tiền trong tay những ban chúng này đều có được nhờ lăn lộn cùng các lão đại của họ lão đại chịu trách nhiệm phát cho họ nếu như không có tiền thuế thì sáu bảy mươi thuộc hạ này của tô tính không quá ba ngày đều sẽ bỏ đi hết ông chủ lưu cười ha hả nói tô lão đại thật biết đùa tô tính lắc đầu ta đây không đùa sau này ta định không lấy tiền thuế nữa nhưng chuẩn bị đổi một cách khác để thu nó nghe tô tín nói như vậy mọi người đều đã hiểu đồng thời cũng có phần xem thường tô tín cũng là bình mới rượu cũ mà thôi nói những lời vô ích đó làm gì chứ cho rằng thay đổi cách thì sẽ khác với mọi người hay sao tô lão đại cách gì mong người nói rõ hơn ông chủ lưu biết điều hỏi tiếp tô tín đứng dậy nói rất đơn giản ta muốn có 10% trong cổ phần của các vị, được chia hoa hồng mỗi tháng. Nói xong lời này, tất cả đều sững sờ. Không ai nghĩ được rằng khẩu vị tô tính lại nặng như vậy, mở miệng liền đòi 10% cổ phần. Muốn ăn lớn như vậy, nói là sư tử há miệng e là còn nhẹ với hắn. Lý Cương đứng đằng sau tô tính còn mang theo ý cười. Không biết là đang nghĩ gì. Lý Hoại thì lại chẳng có biểu cảm nào, khuôn mặt cứ như người chết vậy, dường như chẳng nghe Tô Tín nói gì. Còn Hoàng Bính Thành đứng gác ở cửa lại âm thầm lo lắng. Tô Tín trước lúc đến chẳng tiết lộ chút gì với hắn, nếu biết Tô Tín làm như vậy, chắc chắn hắn sẽ ngăn lại. Tô Lão Đại, người đang đùa phải không? Ông chủ lưu cười gượng. Các cửa hiệu của bọn họ, đặc biệt là Sòng Bạc và Thanh Lâu, lợi nhuận mỗi tháng tốt nhất có khi lên đến hơn một vạn lượng. Nếu tính như vậy, lợi nhuận 10% sẽ là một nghìn lượng, cao gấp mấy mươi lần so với mức đóng thuế trước kia. Chuyện này rõ ràng là như cầm dao cứa cổ bọn họ vậy. Ông chủ hoàng hư nhạc nói, tô lão đại, cái này gọi là lòng tham không đấy, lão hoàng ta đây lăn lộn bao nhiêu năm ở thường ninh phủ này, chưa từng nghe qua quy tắc như vậy. Dù có là tam anh hội mạnh nhất trong tam bang tứ hội, cũng chưa từng lấy cổ phần của chúng ta. Nếu tô tính làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến ông nhiều nhất bởi vì sòng bạc thuận đức kiếm được nhiều tiền nhất, vì vậy số tiền cần giao nộp ắt sẽ nhiều hơn các cửa hiệu khác. Tô tính đưa tay trấn an, tỏ ý bảo mọi người đừng lo lắng. Các vị nghe ta nói một câu trước. Ta lấy cổ phần của các vị không phải là lấy không, mà là ta có cách khiến lợi nhuận mỗi tháng của các vị tăng lên gấp đôi. Nghe Tô Tính nói như vậy, mọi người đều biểu môi, tỏ ý không tin được. Ông chủ hoàng liền chăm chọc nói, ôi, tôi lão đại còn có bản lĩnh này sao? Hoàng mổ ta tung hoàng trên thương trường mấy mươi năm, còn chưa dám nói ra lời này đấy. Tô tính không thèm đến xỉa đến ông ta mà nhìn ông chủ lưu rồi nói, ông chủ lưu, nghe nói tuyến nguyệt lâu này của ông trước kia thuộc hàng lớn nhất trong thường ninh phủ, cũng là thanh lâu náo nhiệt nhất, không biết vì sao giờ đây lại không so bị được với mấy thanh lâu của thường ninh phủ nữa. Ông chủ lưu cười khổ một tiếng. Giải thích, chẳng phải là vì chuyện dời đô gây nên sao, trước kia khi thường ninh phủ chúng ta còn là đô thành các phường chính như xương đức phường đều thuộc hoàn thành cần chú ý đến thể diện vì vậy mà sòng bạc và thanh lâu đều bị cấm cả thế nên mọi người mới đưa các sòng bạc thanh lâu đến giáp cạnh trường lạc phường để cho các vương tôn công tử phú thương địa chủ đến chơi bời thậm chí cái tên trường lạc phường cũng từ đó mà ra nhưng sau khi bệ hạ dời đô thì thường ninh phủ không còn được coi trọng như vậy nữa những nơi như xương đức phường dần dần mọc lên mấy sòng bạc và thanh lâu nhỏ tình hình hai bên đều tương tự nhau mọi người chắc chắn sẽ chọn nơi gần hơn để đi chẳng cần phải ngồi ngựa tận nửa canh giờ để đi đến trường lạc phường nữa nếu không nhờ những vị khách quen cũ thường đến chơi thì e là khoái hoạt lâm này của trường lạc phường cũng không giữ nổi nữa các ông chủ khác ở đây cũng đều gật đầu bọn họ đều là người từ thời đó hẳn cũng biết chuyện này có thể nói bọn họ thành công cũng nhờ trường Lạc Phường, thất bại cũng là vì trường Lạc Phường. Sau khi triều đình đại chu dời đô, những người thông minh sáng suốt đã đến gần xương Đức hoặc những phường thị gần trung tâm để mua đất xây nhà. Đợi khi bọn họ kịp phản ứng lại thì đến mảnh đất để dựng nhà tranh ở đó cũng chẳng còn nữa. Tô tính ngồi xuống, ngón tay gõ đều trên mặt bạn nói, ông chủ lưu nói rất chí lý, sự suy bại của trường Lạc Phường vốn chỉ vì hai chữ, địa thế. Vì ở nơi xa, nếu hai bên đều có quy mô và cách trang hoàng giống nhau, khách khứa chắc chắn sẽ ít khi bỏ gần chọn xa. Nếu đã như vậy, tại sao mọi người không nghĩ biện pháp cải cách? Cải cách? Lấy gì để cải cách? Ông chủ hoàng xì sì mũi dễu cợt, quy mô hiện giờ của các cửa hiệu chúng tôi đã được xem là lớn nhất trong thường ninh phủ rồi. Dù có đầu tư tiền bạc trang hoàng thêm, cũng chỉ có thể tốt hơn một chút mà thôi. Chút ưu thế như vậy, cơ bản không thể thu hút nhiều khách đến, chỉ e đến lúc đó đến tiền trang hoàng cũng không lấy lại được. Tô tính lắc đầu, thứ ta nói không phải là trang hoàng lại, mà là chỉnh đốn lại ở chỗ phục vụ của khoái hoạt lâm. Phục vụ. Các ông chủ ở đây đều nhìn nhau, cảm thấy có chút lạ lẫm với từ này. Các sòng bạc, thanh lâu, khách trạm trong khoái hoạt lâm của chúng ta nằm sang sát nhau, nói rõ ra là chỉ vì cung cấp bốn loại dịch vụ ăn uống chơi bời hưởng thụ cho khách nhưng chúng ta lại làm chưa đến nơi đến chốn. Không giúp khách cảm nhận được sự phục vụ tiện lợi. Khách đánh bạc ở sòng bạc, nếu bên cạnh có cô nương tiếp rượu, tin rằng bọn họ sẽ đặt cược càng hào phóng hơn. Thắng sẽ thưởng tiền cho các cô nương, nếu thua sẽ có các cô nương an ủi khuyên nhủ, sẽ phấn chấn lại. Còn nếu đánh mệt rồi, rượu thịt của Tửu lâu bất cứ lúc nào cũng đều có sẵn để hầu hạ, hãy gọi là có. Chơi đến cuối cùng, mệt mỏi thì có sẵn khách trạm cũng không cần vội vã về nhà, cứ ở lại khoái hoạt lâm nghỉ ngơi là được. Vì vậy ý của ta là phá hết tất cả các cửa hiệu trong khoái hoạt lâm xây mới lại. Để quanh mỗi sòng bạc đều có một thanh lâu, tử lâu và khách trạm. Để khi khách muốn làm gì, sẽ có thể làm được hết thảy trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tô Tính nói xong, tất cả mọi người ở đó đều ngây ngốc, sau đó gật đầu với nhau, điểm này sao bọn họ lại không nghĩ ra được nhỉ? Thật ra trước kia cũng có khách từng làm như vậy, trước tiên đến thanh lâu tìm cô nương rồi mới đi đến sòng bạc để chơi. Có điều chỉ một số khách hào phóng mới làm như vậy. Bởi vì khoái hoạt lâm là một con đường dài, từ bên này đi đến bên kia cũng mất một khắc, các cô nương đi xa, số tiền bỏ ra sẽ phải gấp bội. Mà sòng bạc thuận đức của ông chủ hoàng náo nhiệt như vậy, không chỉ bởi vì quy mô lớn, mà là vì bên cạnh có tuyến nguyệt lâu. Thật ra chiêu này của tô tính không mới mẻ gì, kiếp trước ở nước ngoài rất nhiều sòng bạc đều kinh doanh như vậy, đơn giản chỉ bởi vì năm chữ, khách hàng là thượng đế. Các ông chủ ở đây đã tung hoành nhiều năm trên thương trường như vậy, không một ai ngốc cả, tô tính chỉ đề xuất như vậy là bọn họ đều hiểu rõ cả. Ông chủ lưu dè dặt hỏi, nếu vậy, một số cửa hiệu của chúng tôi, chẳng phải sẽ phải đổi chỗ hết sao? Tô tính gật đầu nói, đúng là phải như vậy. Nhưng đất ở khoái hoạt lâm đều là đã được quy hoạch trước, chỉ lớn có như vậy các vị đổi cho nhau cũng không thiệt thòi gì cửa hiệu khác nhau cũng chỉ khác ở chỗ trang hoàng mà thôi các vị đều có gia nghiệp lớn tiền trang hoàng lại có lẽ sẽ có còn những thứ có sẵn trong cửa hiệu có thể chuyển theo đến chỗ mới ta nghĩ chỗ tiền này các vị sẽ chuẩn bị được các ông chủ kia suy nghĩ qua đều có chút động lòng nếu chỉ đơn thuần là trang hoàng vậy sẽ như là ném tiền vào bên trong vậy không thể hồi lại vốn nhưng nếu cộng thêm kế hoạch này của Tô Tín thì lại có khả năng thay đổi được. Hoàng Bính Thành đứng cạnh Tô Tín vội dân lên một ly trà vào tay cậu. Giờ hắn đang rất nể phục vị lão đại này, đầu óc kinh doanh vô cùng nhạy bén, nếu như đi làm ăn, nói không chừng có thể ăn đứt cả những ông chủ đang ở đây. Lý Cương đứng đằng sau Tô Tín cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, dường hắn đã có chút xem nhẹ Tô Tín.